Yamahokin Saro Pratanya Vô Saro Pratanya Tila Bera Mubhavya Tila Shiva Ne Maneka Chande Mekhuan Tonghu Saro Tayaho Bima Sele Biro Chau Mê Bà Mê Bia là bây giờ mình Nam Bạc Bia là đầu là mọi người có thể xin giới rồi, xin mọi người hãy đọc theo chúng con. Aham thon te ti sarane na saha athanga samanagatam Uposatha silang dhammang yajami anudgahang katoa silang detha mephante dutiyampi ahang phante tisaranena saha Athanga samanagatang uposatha silang dhammang yajami anudgahang katoa silang detha mephante tatiyampi ahang phante ti sarane na saha athanga samanagatang uposatha silang dhammang yajami anugahang katoa silang detha mephante ya mahavarami Samudita Ama Pante Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 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 Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Tudiyami Buddham saranam gacchami, Tudiyami Dhammam saranam gacchami, Tudiyami Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami Dutiyampi Sangham saranam gacchami Tadiyampi Buddham saranam gacchami Tadiyampi Dhammam saranam gacchami Tadiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tadiyampi Sangham saranam gacchami. Di sarana kamanam bari bona. Ama pante. Panati pada wiramani sikkhapadam samadhi yami. Panati pata wiramani sikkhapadam samadhi yami. Adina dana wiramani sikkhapadam samadhi yami. Adina dana wiramani sikkhapadam samadhi yami Abhyamara siya wiramani sikkhapadam samadhi yami Abrahmacariya wiramani sikkhapadam samadhi yami Musawada wiramani sikkhapadam samadhi yami Musawada wiramani sikkhapadam samadhi yami Suramiriya mechabamara dana wiramani sikkhapadam samadhi yami Sura meraya machapa madathana viramani sikkhapadam samadhi yami Vigala bhojana viramani sikkhapadam samadhi yami
Vikala bhotana viramani sikha padang samadhi yami. Nicca. Natya. Gita. Gita. Vadita. Vadita. Viduga. Visuka. Dasana. Dasana. Malaganda. Malaganda. Vilepana. Vilepana. Dhadana. Dharana. Mandana. Mandana. Vibhudana. Thana viramani sikha padang samadhi yami. Vipu sadatana viramani sikha padang samadhi yami. Ucchasayana mahasayana viramani sikha padang samadhi yami. Ucchasayana mahasayana viramani sikha padang samadhi yami. Idamme punyam. Idamme punyam. Asava khayavaham hotu. Asava khayavaham hotu. Idamme silam. Idamme silam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Tisranina saha thinga samanangadam bodhara silam sarugam gatva dhammam abhamadina sambadhita. Amabhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Thiền Sư cho chúng con một thời pháp thoại ạ. Và xin kính thỉnh Ngài, xin kính thỉnh Sư Hậu thông dịch cho chúng con ạ. Sarabhavya, hút sarabhavya. Rakadakamamya achosiva adhoi sarabhavya ro ho perumu bhavya. Sajao, na. Putrimayaga accept na atun syok apin syok la asuk shin yang ai shin asuk ga ma pi du phin na ai syok ku set pi lo ho ya no sada tout da thì ngài có nói là cái hôm đầu tiên ngài thuyết pháp thì ngài đang thuyết về một cái truyền gọi là hay là còn gọi là những cái sự rối rắm và cái cách để mà vượt qua khỏi cái sự rối rắm đó, tại vì cái bài pháp thoại đó nó chưa có kết thúc nên là hôm nay ngài sẽ tiếp tục chia sẻ cho chúng ta cái bài pháp thoại đó. Bài pháp thoại có tên là lấy trích từ kinh Chata Sutta. Chúng biết là ông bị thà lại ông mắm bị già. Không biết là thính chúng chúng ta còn nhớ cái bài pháp thoại hôm đầu tiên mà Sa Đo thuyết không? Ta đã mắc tội nợ đi đâu là bạn nhá, luôn đi im đã mắc cha này à cái bài đó, nó còn đi à, thế cho mu như đồ hả, trên bì bì đó, tiệt na già, tiệt thanh già, tiệt suy nghĩ già này hả, cái cũng là chú ra già vậy nó. Isiwa kisa madhava kodhi nyamaranandhuwe nai nodengrandi na mahadini na misu na miyaswabhyaga turvi pendi hala pechenga pendi diyame yama pyona no dinila mene pinyala tibakala hunila dinila hunila dinila pyolu maya chenche mishi no najamu cụ mà tiêu này này chỉ thôi là lâu tiền lâu đây thả thì lâu thả giá để chu ra vì thôi là tiêu là cụ lên để su dây dây nai giá sau đó nhắc là chúng ta thiên chúng của chúng ta tới đây chúng ta nghe pháp, chúng ta hành thiền, chúng ta trao đổi pháp và chúng ta đang nỗ lực để làm các cái việc tốt đẹp. Và Đức Phật có dạy là chúng ta không biết ngày nào chúng ta chết, hôm nay hay là ngày mai hay là ngày mốt chúng ta chết. Cái việc mà ngày thời điểm chúng ta chết nó không có chắc chắn, bởi vì lý do đó nên là có những việc mà chúng ta cần phải làm, nên làm thì chúng ta hãy tranh thủ khi mà có cơ hội thì chúng ta hãy làm những việc đó và tập trung hết tâm ý vào làm những việc đó. Và sau đó nhắn có nhắn nhủ là cái cơ hội mà nghe được cái chánh pháp đó là một cái cơ hội rất là hiếm có, rất là hữu, nên chúng ta nên biết cái trân quý cơ hội này. Cái ai đó ta dạy họ nó yam ho cha mi mana cha mi a bi siu zwa tamari wa nam ya na gao na bao nu gu pin phai pi da ga la bya bai chin phit do mu do tamma nam mudda myet swa bya shin gu lo myet ji gu kro ja ya aung ne mi ru wa le hala bya a yong yu bi do hala le o chi mu bi bya a yong ta ja wa
Trước khi Ngài thuyết pháp thì Ngài sẽ thỉnh các cái vị chư thiên thiên lành tới để cùng nghe pháp, cũng như là chúng ta cùng nhau chúng ta chắp tay và hướng đến những cái ân đức của Đức Phật và chăm chú lắng nghe những cái lời của Ngài. Sa-du.
Sadhu, sadhu. Rana gong dong ban ni da gwa chi ba ro ti la ro mya do ko chin dong khan yu sau ti ja gong bi da ga la. Buddha mya swa bya ho ja ro mwa do ti ya ro ri ko na ja la tan phit do ku su ka mu ro cha. Yanan nai ngan nu nai ngan na ri ne da gwa. Ti ya na parai da paung thoro kaung do di anit da bi dan yaman kha thing bwa rai kin lu ngain ja gong bi lin. Alo chi ya taung da amyan nu wa do su ru su mya do ti. Alo chi dai taung da dai bi song lwe lwen da ku bi song ja ba de so wi ke. Ngài mong cho tín chúng chúng ta hôm nay chúng chúng của chúng ta đã quy tâm bảo để giữ gìn tám giới và tới đây để nghe pháp và cũng như là toàn thể người dân của Việt Nam thì tất cả chúng ta cứ mỗi kiếp sống thì sẽ thoát khỏi tất cả những cái sự nguy hiểm và những cái điều mà chúng ta đang mong mỏi, những điều chúng ta đang chờ đợi, chúng ta sẽ thành tựu được tất cả. Đó là lời chúc của Ngài. Và sau đó thì Ngài có một lời nhắn là mọi người lựa chọn cho mình cái tư thế ngồi phù hợp, nó thoải mái để mà nghe pháp. Để xem. Tando zeta vai zeta ya zeti da baza. Tandang goraman bosami ko iman witsi ti zetandi. Yes, I'll be asking Kuromiaji. They don't yam on the tea jama. I've been the dindo near Muriaka. Ya da gawya. Nada hala be asking Kuromiaji go up in Dika Daline shall be no. Okay, manai vừa nội truyền và ngoại truyền, chúng sanh bị phiền trược, con hỏi Gotama ai thoát khỏi truyền này? Đó là cái câu kệ mà một vị chư thiên trong lúc nửa đêm đã đến ngôi từ viện của ông Cấp Cô Độc xây dựng cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng để mà hỏi Đức Phật. Làm ra lệ sư yên đá gặp hạ chân cổ mẹ dì gồ. Bố nói nếu anh thông lên đạo bà bình dưỡng hạ Tanadia had the Wari yet, Tanama, a tungale, show, a pingale, show, a tung show, being show do, Abin Tadwari yet, Tanama, Porsche, Nivari Pia. D the Nadi Udo, Sudwigu, Bebo, Gumia, Pishin, Nine, Madalemia, Swapia, Piazin Guru, Miajigo, to shout her, no? Cái ý nghĩa của câu kệ này có nghĩa là vị chư thiên muốn hỏi Đức Phật à, cái sự tham ái chính là cái thứ mà bên trong cũng có và bên ngoài cũng có đang giày xéo các chúng sanh. Thì có chúng sanh nào là người mà đã thoát ra khỏi những cái sự rối rắm, những cái sự trói buộc này gọi là phiền trược, những cái phiền trược này và đã hỏi Đức Phật câu hỏi này. Đương ngã lệ tất đoạt địa đan ma đương ngã lệ sụp đệ biến ngã lệ sụp đệ hả là cảm ơn ai ôn đi sụp tại đây mình đi này show si bai đi này show show này ra hả nó lu show từ lấy số lu gì u mà này vay dùng show chi lu về để đi cháu này mà chi để vay dùng nó và chúng sanh thì bị rối rắm, bị phiền trược bởi những cái dính mắc với con cái, đối với tài sản vật chất. Và có một cái ví dụ mà Sara đưa ra là những cái sự ràng buộc dính mắc, những cái sự chồng chéo rối rắm này, phiền trược này, giống như là phù tre mà trong tu viện của chúng ta đang thấy. Thì cháu này hòa mi vợ già nên là siêu đệ đà đi, cha cha hòa thì bố cũng siêu đi. Và thì đặc biệt hơn nữa là trong ngôi tu viện này thì những cái bụi tre nó có vẻ là nó rối rắm hơn, nó nhìn nó chẳng hơn là so với những cái bụi tre thường. Ai chả được đủ đủ cái bia đi luôn nhỉ, hoặc là yogi đi luôn nhỉ mà bọn nó, cái sâu đây luôn đấy, bu sâu đào vậy, sâu này này nào bọn. Đối với những cái người hộ giới cho chư tăng, đối với các cái người cư sĩ thì chắc chắn là chúng ta cũng đang bị rất là rối rắm, rất là bị không có rõ ràng. Ai rồi là? Vài ông sư kia được
ဒီအရှုပ်ထွေးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်းနိုင်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဖြေဒီလေပရိဒါယာနဲ့တော့တပင်းရောစိတ်တံပင်းရင်းစာပါဝေယအာဒါဘီနိဘကောဘေကုတောအိမဝိသတိဇဒံလို့ဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကအဓိကထားလေးနဲ့ဖြေပေးနော် Cái việc được như là bụi tre rối rắm đó thì vì chư tiên hỏi Đức Phật là ai là người có khả năng mà giải quyết được cái đám rối này, thì Đức Phật trả lời là người trú giới có trí, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thất trì. Đó là câu trả lời của Đức Phật. Bà biểu ra là dù đi hệ bì đàn đi bì nhà xì đẻ bộ cô, đi hệ bì đàn đi bì nhà xì đẻ bộ cô nào, á đá bì nì bà cô, kì lê đá rì cô, tuân xa bù lòng dì tà đẻ lông là vô rì à xì đẻ bộ cô, nó, nào đà gà, nì bà cô, bà đi hà rì à bì nhà xì đẻ bộ cô, tì là xì đẻ bộ cô, tà mà xì xì đẻ bộ cô, bì nhà xì đẻ bộ cô, hà là, đi chín hà rì nè bì dông nè bộ cô, tì đà lì yên. Và câu trả lời của Đức Phật có ý nghĩa là nếu một người nào là người có cái có là người tam nhân và tiếp theo là người có cái sự tinh tấn nỗ lực vượt trội để mà tiêu diệt phiền não, là người có một cái trí tuệ, một cái trí hiểu biết để mà quản lý thời gian, biết được giờ nào nên làm việc nào, là người có giới, là người có định, là người có tuệ, thì người nào mà đảm bảo được đầy đủ những cái yếu tố này chính là người mà vượt khỏi những cái phiền trước, những cái rối rắm của cuộc sống. Thà bị rồi xin rồi là bỏ là thà nà rồi. Ai rồi quá dùng sự cố xin nhà mẹ rồi, hả là thì cái bây giờ đi, cứ lưu xin mà lấy lưu xin, nhị chi bỏ nó. Thà rồi cũng nhị chi bỏ mà qua giặt đi mẹ, thà một cứ bỏ mà giặt đi bị rồi. ထက်လာစွာတဲ့ဓာတ်နဲ့ရှင်းရမှာဟုတ်လားမထက်ဖဲနဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးမထက်ရင်ဘာလို့တွေးရအောင်အဲ့ဒါထက်လာစွာတဲ့ဓာတ်နဲ့ဘာလို့ဝါယုံရုပ်ကိုရှင်းရတယ်လို့ပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားဘာလဲဆိုလို့ဒီတဏှာတိဟုတော့အရှုပ်ထွေးကိုရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ပထမဆုံးဘာလဲဆိုတီလာတိဟုတော့ညီပေါ်မှာယက်တရားเนาะနောက်တမာတိဟုတမာတိတိတိဟုတော့ဘာလို့ကြောက်မှာညံ့ညံ့တွေးရမယ်เน
vipadana pinya di udo dhatan liye ne ditana u ba lo phi shin ya me lo mya swa bya ga yo ho phi bi da ba no và là cách nào để mà chúng ta có thể dẹp tan cái đám rối này thì Đức Phật dạy là chúng ta là giống như là tương tự đối với một cái bụi tre rối rắm. Thì nếu chúng ta muốn làm sạch cái bụi tre này thì trước tiên là chúng ta phải chọn cái nơi mà làm điểm tựa chúng ta, có thể là mặt đất hoặc là một cái điểm nào đó chúng ta tựa vào. Và sau đó thì chúng ta phải có một con dao nó cực kỳ sắc bén, nó đủ khả năng để mà dẹp tan cái đám rối đó. Và nếu như con dao của chúng ta nó chưa có bén thì chúng ta phải làm sao mà mài dũa, làm sao cho nó thật là bén. Thì tương tự như vậy, đối với cái việc mà chúng ta muốn cỡ bỏ cái đám rối của những cái sự dính mắc, của cái sự tham ái, thì ban đầu là chúng ta phải đứng vững ở trên đất giới. Và tiếp theo là định thì được ví như là hòn đá mài. Thì chúng ta phải thường xuyên chúng ta dùng cái con dao của chúng ta rèn luyện, chúng ta mài dũa trên cái hòn đá mài này. Và cái trí tuệ minh sát chính là cái con dao đó, cái con dao mà sắc bén để mà có thể có cái khả năng mà làm đánh tan, dẹp tan, làm không còn cái đám rối của phiền não, đám rối của tham ái nữa. โอเคအဲ့ကြတော့ဟုတ်လားကိုကဒီအရှုပ်ကိုရှင်းမယ်ဝါယုံရှုပ်ကိုရှင်းမယ်ဆိုကိုကဒီကိုယ်ကိုယ်ရင်ထောက်တရားမရှင်းနဲ့ရှင်းလို့ရမလားမရဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုပဲဒါအတုံးကြီးနဲ့ဟိုရှင်းလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ကြတော့ထောက်တရားဆိုတဲ့ဘာလို့မြေပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ထောက်တရားထောက်ပြီးမှာထက်လာစွာတဲ့ဒါနဲ့ရှင်းရတယ်လို့ပဲခိတိတာတွေတော့ဘောင်းတဏှာဟုတ်ပါအရှုပ်ကိုတိလှဆိုတ
đi rồi đấy, chào bố mà, nhà nhà đuôi áo, tao mày đi đi phía áo, chú tao áo mày lùi vào đấy, nó, tao mày đi đi phía bên zuma, vui vẻ tao bên nhà rồi đấy, nhà lên, nhà hả lại, nhà đa này, nó, ba đi hà đi bên nhà rồi đấy, lên này vào luôn, đi tao nào đi rồi xíu cũng xem nhà mày lùi vào. Và
Nếu như mà chúng ta không có điểm tựa, mặt đất này chúng ta không có cái điểm tựa đó, và con dao của chúng ta không có sắc bén, thì không có thể nào mà chúng ta có thể giải quyết được cái đám rối đó. Chỉ khi nào mà chúng ta có điểm tựa và chúng ta thực sự là có một con dao sắc bén thì chúng ta mới có thể làm được điều đó. Thì điều đó đòi hỏi là ban đầu chúng ta phải có được điểm tựa là mặt đất, và sau đó thì chúng ta phải liên tục chúng ta rèn giũa cái định lực của chúng ta, cái con dao trí tuệ minh sát của chúng ta trên cái nền tảng là hòn đá là định lực. Chúng ta làm liên tục như vậy thì với cái sự giúp đỡ của cái trí mà quản lý thời gian, chúng ta biết cách phân bố thời gian, thì cái đó giống như là đôi bàn tay của chúng ta. Thì với cái ví dụ này thì chúng ta hiểu được là tuần tự chúng ta phải làm như vậy. Thì chỉ khi nào mà chúng ta đảm bảo được những cái điều này thì chúng ta mới có thể làm sạch được những cái rối rắm của phiền não của tham ái thôi. Thầy giờ hỏi là cụ thao đó tì la rồi em yêu mà cụ giá tì bi nó nào vào đó tâm thì tâm ái rồi thao rồi chào mà là miệng miệng đuôi áo mày đuôi mày rồi kề bây giờ sao mà lại rồi chuyện là miệng miệng đuôi áo mình đi học đến đi lại hobby ra rồi nó thầy giờ tâm ái rồi vào đó thao rồi chào mà miệng miệng đuôi chuyện là rồi chuyện vào luôn mà lại tâm ái thu thao nó tâm ái thu thao mà rồi lu thao mà lại rồi chuyện hả là thế mình đi học Kurnia biogé để lưu về, đi nhà cái đó, ruka mula cái đó, tàu nhà cái ra cái đó, sinh nhật nhà cụ cả, nó thì bây giờ busy, tàu nhà busy, sinh nhật nhà busy cả, cái bây giờ bà lâu mà lấy thứ gì, ao bánh ngô, theo với phơi quế, theo bánh ngô, phao miếng ta, nhớ loa cha, nó, cái bữa nào ngô xí xiu, nó, bà lâu lấy thứ gì, ta khai đấy, u bo, mất thà đấy, nó, đi lưu phao miếng bà lâu thà đấy lấy thứ gì, như thế là, cái nào cũng vậy, phao miếng mà thà u thứ gì thì đari yuri hay là ajori bọn nó nhà bây giờ bảo vì na về hoặc là nara vì na về xí cái yao đó đấy, thế yao đó đấy khá giá đó, pháp sư đấy là số bộ nhầm cái giá đó, nó nhầm này hay là nhầm về mày yao đó vì na về bây yao, thế nhầm này bảo đó là một cái giá đó thì bảo đó bộ, đó mà đi thì mà phiền này nó, ai giờ đó bảo đó mà đi mà phiền đi biển nhà tụi đấy bảo đó, mà mình này nó ai giờ đó cái quả phèm nhau li tha nhớ loa li cha nó, hay giờ mà bà lâu mà lấy thứ gì thì, cái mình thao ngồi xì xù, uống li thua li thiên cha đây này là nó, đi bôi mà, uống li li hay là uống đây li li uống mang đi, uống đây li li thua anh thua mang đi, đại lý của tì nhiều, cái mà uống chú già. Và cái chú của chúng ta đây là chúng ta đã có được cái điểm tựa là giới, chúng ta đã giữ giới. Và cái điều tiếp theo chúng ta cần làm là chúng ta rèn giũa cái con dao của chúng ta trên hòn đá định. Và chúng ta phải làm cái điều này liên tục. Thì bởi vì lý do đó nên là Sao Đo đang hướng dẫn chúng ta cái cách thực hành thiền định để làm sao cho chúng ta tăng trưởng thêm cái định lực. Thì ban đầu tiên là Sao Đo hướng dẫn là chúng ta phải lựa chọn cái nơi phù hợp, là cái nơi yên tĩnh thích hợp cho việc hành thiền. Tiếp theo là phần dưới thì chúng ta xếp bằng, ngồi xếp bằng. Phần trên thì lưng của chúng ta giữ thẳng. Tại sao phải giữ thẳng lưng? Tại vì nếu chúng ta không có giữ thẳng lưng thì thịt này, và gân này, và xương của chúng ta nó sẽ chèn ép lên nhau, và từ đó nó sẽ làm ra những cái cảm thọ, gây ra những cái cảm thọ khó chịu. Và khi cái cảm thọ khó chịu này xuất hiện thì cái tâm của chúng ta nó sẽ mặc nhiên là nó sẽ hướng tới những cái cảm thọ đó. Và lúc đó thì cái tâm của chúng ta nó không thể nào hướng tới cái chỗ chúng ta mong muốn, cái chỗ mà là phát sinh trí tuệ. Bởi vì lý do đó là định nó không thể nào sanh khởi, mà nếu như người nào không có định thì không thể thấy được bản chất của sự thật. Vậy nên là chúng ta phải giữ lưng thẳng. Tiếp theo là chúng ta hướng tâm của chúng ta tới cái đề mục hơi thở, và hướng cái chánh niệm của chúng ta tới đó. Lúc này chúng ta biết được là có hơi thở vào và hơi thở ra. Chúng ta bắt đầu là tập trung cái sự chú ý của chúng ta vào hơi thở vào và hơi thở ra. Hai giờ rồi nhiều loại lì lè cha tha, nó cha ăn thì ta lì lè lè hủ tu ăn được cháo nó chỉ để cha ăn thì mà quen ăn nhiều loại lì cha tha, nhiều lúc mà là, phun này cha ăn thì quen nào, nó, hay nhiều loại lì cha tha mày, nó, bây giờ bọn mày nhà lè tiền tham, đi bộ, nhiều nào lè tiền tha, đi chút giờ rồi bộ mòn đi là cái gì, quên lì cái xì là cái gì, lăng nấu lăng đó đó, nó, đi chút giờ lè ăn ngô đi là cái, thua lì cái xì là cái gì, xì sai đó đó, nó, hay giờ rồi phao miệng thả, cá lì lè phao miệng thả mày, nó, để miếng loa miếng nào lè vào trong tê để thả mày, để, cá lì,
Trước đó thì chúng ta nên nhắm mắt lại. Trước khi mà chúng ta đặt tâm hướng tâm vào đề mục thì nhìn nhắm mắt lại, thì nếu không nhắm mắt lại thì cái tâm của chúng ta sẽ hướng tới những cái đề mục khác thay vì cái đề mục mà chúng ta đang quan tâm. Và một điều nữa là chúng ta cần phải đặt tay, chúng ta thoải mái đặt tay trái lên trên tay phải, và lưu ý là khi mà chúng ta ngồi đứng thẳng thì chúng ta để ý là không có ngửa ra sau. Nếu như mà ngửa ra sau nhiều khi chúng ta hít vô thì sẽ dễ bị ngửa, bật ngửa ra sau. Và nếu như mà chúng ta cúi về phía trước nhiều quá thì nếu như mà khi mà chúng ta hít thở thì nó cũng dễ bị hướng ra phía trước, bị ngã ra phía trước, nên là phải giữ sao cho nó cân bằng. Mà bỏ đi miệng xe rồi, giờ rồi là lấy cái lì vào đó, xì thả, xì cha thả rồi. Thế cái lúc qua ngay để thì lưu xin lên là mau cho lì đen là nó ở đây là hậu thả. Ai giờ cô đi giờ ông ngay xì ngay nỉ về là thứ ba cục giam bị rồi, đi lì này để bị nó thì đi trong đạo sẽ phải lưu về nó. Thì ao bái thì cô này thế bái bỏ đi u hoa là đen đi ông thả nó đi trong đạo sẽ phải lưu về nỉ là thì đêm sông yêu đi này hoa là chỉ biết cả chỉ biết gì là cô này. Thì bây giờ lưu xin là thì bây giờ mà khăn này của lý chi bây giờ này chi hòa bộ chi miết gì của nó thì bây giờ lại bảo đêm bây giờ này thì bây giờ mà khăn ai chơi rồi thì với lưu đề này ông thầy ta mà cha vào đâu thầy này nè ai chơi ai thầy này của xin bây giờ chú già nó. Và có một cái vị sa đo rất là nổi tiếng là biết ngài tên là ngài sa đo Mahabodhi Nhai, thì ngài hướng dẫn là tay kia chúng ta phải để tay này trên tay kia. Tại vì sao? Khi mà chúng ta buồn ngủ, chúng ta bị hôn trầm thì chúng ta gục xuống thì tự động là cái tay của chúng ta sẽ đẩy ngược lên lại. Thì lúc đó chúng ta biết được là mình đang bị hôn trầm, lúc đó chúng ta điều chỉnh và chúng ta quay lại với cái đề mục của mình. Thì cái việc mà lợi ích của cái việc chúng ta ngồi thẳng á, thì nếu chúng ta ngồi theo đúng tư thế thì cái cơ thể của chúng ta nó tự như là một cái bàn có bốn chân, nó rất là vững chãi. Thì lúc đó có các cái xương của đùi, xương mông và xương của đầu gối nó hỗ trợ lẫn nhau. Thì khi chúng ta nghiêng qua bên trái thì quá nhiều thì lúc đó cái bên trái của chúng ta nó sẽ không thể nào mà chịu đựng được, nó sẽ cảm thấy khó chịu, nên là chúng ta không có thể nào tiếp tục được. Chỉ khi nào mà chúng ta ngồi trong một thế cân bằng như các bạn bốn chân vững chãi thì lúc đó chúng ta mới ngồi được lâu và chúng ta mới tập trung vào đề mục thiền. Hari lu bo say di hala po 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 lu lu la kli tha bi ro ba lo hari phit di silu chin ba lo wan li li wan man di tatti li kat lai yo ba ma hu lu thu bi ro hu a yon mya ni sia ma lo li tatti yu ba lo kamatha hu shi su la yi de mye wan thwa na tatti li po lai de de bya ne ti yu li wan man di thwa man di hala wan li li wan de li wan man di thwa de li thwa man di ti ni bi da prathama hu so de che tatti mye bu. Chúng ta phải giữ làm sao cho cái tâm nó thật là thoải mái, nó đừng có gồng cứng, phải để tâm thoải mái. Và lúc đó chỉ việc là hướng cái chánh niệm vào cái đề mục hơi thở thôi, không cần làm gì nhiều hết, chỉ việc là giữ chánh niệm, đặt cái chánh niệm trên hơi thở thôi là được. Hít vào thì biết hít vào và thở ra thì biết thở ra, phải duy trì. Hari tadi mien ni de pogu wa di win li thwe li li shi man le ti la me tu man le ti la me shi de du ra so da ga mian na ni da wo byo no ai the ma asa le song le ti la me naw pa je di ma lai yin lai yin ne ngein bi do hla cha aw ni myaw do no cha aw ni myaw di kamatha aw ne ba me ngein bi do hla ni do ma di ayu ni ba ma ai chin ja lu shin do ku byo de namay so da ko da ba no di mi gu dan li di lu lu hla ku ba do အမျိုးမျိုး ပေါ့ နော် ဘာဝနာ တင်ညာ ပေါ့ ဘာဝနာ တင်ညာ အားလျော် သွား ဟာလာ ညစ်ထထ လေး လူလူ နော် အဲ ဒါ မျိုးလေး တွေ ပေါ်တတ် တယ် နော် အဲ ဝင် ထွက် လေး လုံ နာဆို ပရိက္ခမ နမိတ် ဒီလို ဟာလာ မိဂူရန် လေး လူ တိန် တိုက် ကလေး လူ လူ ဆိုရင် တော့ အဲ ဖြူး လာ ပြီ တဖြည်း နဲ့ ဆိုရင် တော့ အုတ်က နမိတ် ခေါ် တာ ပေါ့ နော် နောက် မှာ ជី တောက် လာရင် ပရိပါက နမိတ် ဒါ အဲ ဒီ တိုင်း သွား တာ. Và khi mà chúng ta giữ được cái chánh niệm rồi thì từ từ chúng ta sẽ nhận biết được hơi thở dài, hơi thở ngắn, toàn thân hơi thở, và chúng ta sẽ chuyển qua bước là an tịnh hơi thở. Và cái lúc này thì cái tâm của chúng ta nó sẽ không có đi đâu nữa, nó sẽ an tịnh, nó sẽ vững
nó sẽ rất là kiên cố ở trên cái đề mục hơi thở. Và lúc này có thể là cái giai đoạn để mà những cái nimitta nó bắt đầu xuất hiện. Thì ban đầu có thể là cái chuẩn bị tướng nó xuất hiện là giống như là cái khói khói bếp hoặc là màu trắng của những đám mây, sau đó nó có thể sáng hơn thì đó là học tướng, và cuối cùng là nó tỏa sáng rực rỡ thì lúc đó chuyển qua tợ tướng. Nhưng mà cái này nó không có cố định, cái màu sắc và cái hình dáng của cái tướng nó không có cố định, tại vì mỗi người có một cái tưởng về đề mục nó khác nhau, là tùy thuộc vào cái tưởng này mà nó sanh ra cái tướng nó khác nhau. Tadi lu hola ta ba mi gu dan li lu lu hola phi ong li di bo no dau ki che a myo myo bo da bhavana de nyan a lu so bo la bi su tu ga tu bo no thu san san tu yin sai ga a ri yauk twa da de a ri gu a ong ma pyu ne no a ong ma pyu ni ne de a ong a ri gu sai yauk twa yin a ri ya ga ba rong pyauk twa no tu sia ro yi di so ma de lu ba mhan ne mye khwet ne de ba rong tamari nimay su da bo la be ku ye mhat sai ne shu khwet ne de ni ga di nimay ga bo la အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီကိုစိတ်ရောက်တော့ရင်ဒါကပျောက်သွားမှာအဲ့ကြတော့မခံနေတဲ့အတွက်ဝင်လေထွက်လေကိုဒါကြိုးစားနော်အဲ့ကြတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဖြူလာနော်ဖြူလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူလာမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်နေရကိုတောက်ပါလာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒီလိုမီးသီးလိုနေတာနော်အဲ့အဲ့ဒီလိုနေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာနစ်ပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့သွားမယ်ကဲတူကိုဒင်းနော် rất là có nhiều loại, nó rất là đa dạng tùy thuộc vào cái tưởng của mỗi hành giả nó khác nhau. Và thường thì hành giả thì cảm thấy nó cái việc mà cái xuất hiện cái tướng này nó rất là đặc biệt, nên là thường là cái tâm của mình sẽ hướng tới cái tướng nhiều. Và lúc mà chúng ta hướng tới cái tướng sớm quá thì nó sẽ biến mất. Và vì nên là khoan hẳn để ý vào cái tướng, khoan hẳn tập trung vào cái tướng, tại vì nó chưa đủ vững, chưa đủ tốt. Và cứ tập trung vào là hơi thở vào, hơi thở ra, thì từ 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 tự động cái tướng ánh sáng nó sẽ sáng lên và nó sáng rực rỡ lên. Và tự động lúc đó cái tâm sẽ chìm vào cái ánh sáng đó, không cần làm gì. Hari luôn là mà khai ní lưu chiên đó cô ạ. Ai cụ tòa cụ ảo mà chú đấy. Thì ưu bè, bà đồng hồn lý thuê lưu bè chú ra bì. Ai chả mà lì nè là lì đi bè nàm bè điên lì yô tòa bì tù lưu chiên tù lưu lưu lè bà đồng cà nì ra. Ai chả mà cà nì lưu chiên là nài vật nài cà đè dù ai đánh thả lại. Nào, qua cha tòa hồn lý thuê lưu bè ăn lộ. Thế kè lưu, ai bèn cà tòa đè dù ai đè ra nì lại đó. Ai thề mà sẽ kì lì nì bì đồ nì. Nào rồi kà bèn tà nài lâu yà lưu bèn qua tòa hồn lý thuê lưu bè ăn lộ. Nào bèn ả rì lù 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 tà nài, nà nài, hà là tù nài, nào chì lù khai nò hài. ခိုင်းသွားတဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့ဆိုလို့ချင်းမျက်စိမိတ်တယ်ဆိုဒီနမိတ်ကရောက်လာအဲအဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အခုထားပါတော့ကိုကားတွေအာရုံယူထားမယ်ဆိုဒီပေါ်မှာတဲ့နေတယ်လို့ပဲနော်အဲ့လိုနေတယ်တမာရီကောင်းတဲ့ပုံကူရှိကြအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ် Khi mà cái tướng của định nó không có nó chưa được ổn định á thì chúng ta không nên tập trung vào cái tướng của định, cứ tập trung vào hơi thở vào hơi thở ra thôi. Và nếu mà chúng ta làm được như vậy thì từ từ cái hơi thở vào hơi thở ra và ánh sáng cái tướng đó, nó sẽ quyện lại, nó sẽ như một hơi thở là tướng và tướng là hơi thở. Lúc đó mình khó phân biệt được cái nào là cái nào, nó hòa quyện với nhau. Và lúc đó tự động thì cái tâm của chúng ta nó sẽ chìm vào cái tướng đó, và có thể là 1 giờ, 2 giờ. Và khi mà nó chìm vào cái tướng đó xong rồi thì một thời gian nó lại xuất ra lại, và sau đó chúng ta lại đắc ý là chúng ta lại thực hành như vậy, chúng ta lại chìm vào cái tướng đó thêm lần nữa. Thì cứ làm như vậy nhiều lần thì cái sự thực hành của chúng ta nó sẽ ổn định, nó sẽ vững chãi. Và lúc đó chỉ mặc định là chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại là tự động cái tướng nó hiện ra, nó rất là nhanh. Hai chị mà là hai ở lưu vật này nên này ya vi sẽ chạy đó thì ni lưu ya anh mới thêm mà ni lưu ya vi rồi lưu hiện tôi cũng biết rồi vậy nhân loại cha lại để ai lại để rồi tôi cái chân cái chân rồi thì nó mới cả tôi đủ cả bị đáp chết. အဲ့ကြရင်ကြလို့ချင်းဒီမနောဒွာတာပေါ့နော်ဘုံမနောဒွာတာဘုံမနောကြည်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုနှလုံးအိမ်ရှိရပေါ့ဟရိယဝတ္ထုနှလုံးအိမ်တွင်ဟရိယဝတ္ထုတည်ရှိရလန့်ကြည့်လိုက်ဘုံမနောဒွာတာရဲ့ဘာလို့ဒီအာနာပါနာပရိဝါကနမိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခါလေးဟိုထင်းနော်အဲ့ဒီကြတော့အဲ့ဒီဘုံမနောဒွာတာနဲ့ဘုံမနောဒွာရဲ့တော့ဟိုဒီအာနာပါနာပရိဝါကနမိတ်ကိုတိမ့်စေကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီဝိသီတွေဟာလာဝိတက်တွေဝိစားရတွေဟာလာပီတိဒုက္ခတွေအဲဒါတွေထင်ရှားလာနော်အမ်
Khi mà chúng ta duy trì được 1 giờ, 2 giờ và sau đó là chúng ta có thể trú ở trên cái tướng định đó bao lâu tùy thích, thì cái lúc đó nó khi mà chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại, để ý vào hơi thở một hai nhịp thôi, là bắt đầu là lúc đó cái tâm của chúng ta nó sẽ chìm vào cái tán nó rất là nhanh. Và sau khi tới bước đó rồi thì chúng ta sẽ được hướng dẫn là chúng ta hướng tâm tới cái ý môn, tới cái chỗ cái vùng tim của chúng ta, cái chỗ ý môn hữu phần và là ý môn hữu phần. Thì lúc đó từ từ cái ở ý môn đó thì cái tướng của định, cái tự tướng nó sẽ hiện ra ở đó, và từ từ thì chúng ta sẽ được hướng dẫn là xác định nó, xác định cái tướng đó, cũng như là xác định năm cái thiền chi. Mano ai anambana briwaga ne be ayo ne ma la sikkan ne na ma la su su sai sai phin na ba wa su ba lo su sai sai thu mye mye shiwa dan san u kho da da san won da ni le byo da no. Và khi mà chúng ta cái tâm của chúng ta nó cứ liên tục nó chìm vào cái tướng của định đó, cái tờ tướng đó, nó cứ liên tục và nó rất là xuyên suốt như vậy, thì cái đó gọi là tầng thiền chana. Thì bồ manoji hay là manorora bồ manoji mà thì anapana privaga ni me cha yau ni le hola dari ko kwa myan ji pi lo tain se pi lo hola ji me so lo chin di vite ye tabo di visa ye da ye tabo di hola mà nó ưu tiên gì nhỉ, mà nó ưu tiên ưu giá là bị đi du khách, ờ nó đi ở đi các đại sứ đại diện ở đi thiên hạ phiền, đại lý của của bộ, làm ăn ra lại hay là làm mát ra lại, ưu tiên sinh nhật lại, ưu giá là sinh nhật lại, nó để lu của bộ đến giờ bị đổi chiều à, thì nên đi ở đi du khách, ưu tiên ưu giá là bị đi du khách, đi đây nữa. Chúng ta phải thực hành để mà nhìn cho ra được cái tờ tướng của định ở ngay chỗ cái yếu ý môn hữu phần của chúng ta, và sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra những cái thiền chi, và chúng ta lúc này chúng ta hiểu được những cái tính chất của các cái thiền chi, tầm như thế nào, tứ như thế nào, hiệp như thế nào, lạc như thế nào và nhất tâm như thế nào, thì chúng ta hiểu được, và sau đó thì chúng ta cứ nhập vào thiền và chúng ta xuất ra khỏi thiền, và chúng ta kiểm tra lại từng cái thiền chi một như vậy. Mana ai anapana briwaga nimi the ma hala ayu bido samanga lai samatha lai sinyin lai vite sinyin lai hala samatha lai visada sinyin lai alu sin ne di zan nga ri ho la ko ti pyai ne bo myin la ko chu za no ai lo wel hala di lu prama zan hala vite visada piti dukkha da ri ko thin sha sha ko ma hala nyan ne ma thin la bi su lu chin ba lo naw ta kha vati bo ri ne aw chu za la ba no vati bo ri hala đi bộ, hầu như nào đi bộ đi, hola, tham gia như nào đi bộ đi, đi ra nào đi bộ đi, học ra nào đi bộ đi, bây giờ cái nào đi bộ đi, thì đi bộ đi u bao nhiêu, nào là lịch trình à, nó. Chúng ta cứ thực hành liên tục như vậy, chúng ta nhập vào cái tướng định, chúng ta thoát ra khỏi cái định, thoát ra khỏi tầng tiền, và chúng ta kiểm tra lại những cái tiền chi. Chúng ta cứ làm như vậy, liên tục làm như vậy, kiểm tra từng thiền chi một. Và sau đó thì nếu mà chúng ta làm tuần tục thì chúng ta có thể trong một phút chốc chúng ta có thể kiểm tra cùng một lúc năm thiền chi, và chúng ta phải có sự nỗ lực chúng ta mới đạt đến những cái giai đoạn như vậy. Và cứ như vậy đối với cái tầng thiền thứ nhất. Đối với cái tầng thiền thứ nhất thì những cái thiền chi nó hiện thị rõ ra, và chúng ta thực hành thêm các cái pháp gọi là các cái pháp thuần thục. Chúng ta có bốn cái năm cái pháp thuần thục, chúng ta thực hành những cái pháp thuần thục này liên tục. Thì thế mà về là tân này nay này đâu này ly này chu ngã này sau này đi đây nỉ ni này đoài lý gì ấy rồi ấy và nó ở bên nào rồi nam bị đi ở bên thằng bị hả là tân đã bị đi tụi thâu bàn thay cho ai giờ đó chân nhân đã ra nên nỉ lưu ya nó ai giờ đó qua họ đi ở đây chọn chuyện để bị lưu chuyện cúp gió được lưu mình thôi lấy chết nó chết lâu lâu lại để tụi tin mấy cái giàu lại ai thèm mà được cái tiền bị lại nó tiền bị rồi nỉ rồi chân nào nỉ nó
Sau khi mà thực hành năm cái pháp thuần thục rồi thì chúng ta có thể chúng ta sẽ rất là an lạc trong cái thiền. Chúng ta có thể hành thiền 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5 tiếng rất là thoải mái, tại vì lúc đó cái động lực của cái tầng thiền, cái tâm của tầng thiền nó sẽ có cái sức mạnh, nó hỗ trợ những cái tư thế của chúng ta, tức là chúng ta có thể ngồi rất là lâu nhưng mà không có bị vấn đề gì hết. Khi mà chúng ta vừa nhắm mắt, chúng ta để ý vào cái hơi thở vào, hơi thở ra, thì ngay lúc đó là cái tướng của định xuất hiện, chúng ta nhập vào thần thiền, chúng ta cảm giác được một cái trạng thái an lạc nó rất là lớn, và chúng ta lúc đó chúng ta có thể ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3, 4 tiếng, 5 tiếng, vân vân, có thể ngồi cả ngày hoặc ngồi cả đêm không vấn đề gì hết, mà cực kỳ là an lạc. À đó không mà không bám lại, mấy ông mới xin này, hola, cái chú tuổi ngã yama đi luôn mà đuổi này, cái chú đó mà. Mọi người xin đừng cứ đặt ra câu hỏi là cái này có phải thì như vậy, không phải thì như vậy. Mình có đặt câu hỏi quá nhiều, đừng nghi ngờ quá nhiều, đừng suy nghĩ quá nhiều, và mọi người xin hãy, mọi người hãy cố gắng thôi, mọi người cứ duy trì cái sự tinh tấn nỗ lực của mình xem thử như thế nào. Tại vì là cái việc mà chứng đắc được thiền nó còn tùy thuộc vào mỗi người. Có mỗi người, có những người thì trong vòng 5-6 ngày thì mới chứng được, có những người thì 10 ngày, có người 1 tháng, có người lâu hơn. Thì chúng ta, cái điều duy nhất mà chúng ta cần làm là chính từ cái sự nỗ lực của bản thân chúng ta thực hành. Hallelujah. Và đối với cái tầng thiền thứ nhất, tầng thiền đầu tiên, chúng ta sau khi chứng được cái tầng thiền này, chúng ta thực hành năm cái pháp thuần thục. Và tiếp theo thì chúng ta làm như vậy với tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư, hay còn gọi là sơ nhị tam tứ thiền. Lúc đó thì khi mà chúng ta thực hành những cái tầng thiền này thì có những, chúng ta phải thân cận, chúng ta phải ở gần cái vị thầy để mà thực hành cho nó chính xác. Mà trong cái buổi pháp thoại, trong cái hành thiền, trong cái đợt khóa thiền lần này thì tại vì thời gian cũng có hạn nên là sau đó chỉ nói vắn tắt quá thôi. ไอ้เฉยเราสุรุจินโหญาณนี่แท้ๆปุ๊กกูอ่ะหละเออชุจาโดปอนเนาะโหบาเลยรู้တော့မဟုတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့ကြည်တာတယ်เนาะဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ရှောက်ကြည်တဲ့အခါကျဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကဟိုကလီစာတွေတွားပြီးတော့တွေးတာတယ်ခုချိန်မှာအားဒါလဲဟိုကြည်လို့ဟို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 
ai giờ đâu bà nó tao nhiều gì chỉ mi đã bà đã rồi chết đã bà ai giờ đâu anh lại lấy tuổi đã nó ta cái đó tuổi chồng này biểu biểu à, theo như kinh nghiệm của Sarah thì có những hành giả, tại vì hành giả cứ suy nghĩ nhiều rồi hành giả cứ nghĩ là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và hành giả bắt đầu là quên đi cái việc là tập trung vào cái đề mục thiền định của mình, mà thay vì lúc đó cứ nhìn vào bộ phận này bộ phận kia, cứ kiểm tra cái này kiểm tra cái kia, vì cái điều đó là không nên. Bởi vì của chúng ta là chúng ta đặt cái tâm của chúng ta vào đề mục hơi thở thôi. Cái điều này xảy ra tại vì là mình chưa có hiểu rõ cái phương pháp thực hành, và những cái sự việc này thì Sa Đo đã từng gặp qua và Sa Đo đã có kinh nghiệm về những cái chuyện này rồi. Hariyani Mahola Sero Yero thì Kuta Dari Điện Bì là nó tốt dân là Kuta Dari Kita Lô Mà Nà Kha Trang Đạo nó Dari Vũ Vá Rông Chí Dung Ngon Dung Hola thì Kuta Dari Vũ Sinh Nhân Khai nó. Và sau khi mà trải qua các cái bước của đồng thiền thì lúc này Ngài Pháp Sa Đô Chi hướng dẫn là thực hành 32 thành phần. Hari Lukuta Dari Chuan Jin Mi Zuma Hala
Và sau khi thực hành xong cái gọi là 32 thành phần Cotthatta đó thì bắt đầu là chuyển qua là thực hành niệm bộ xương, quán bộ xương thì thấy ra được cái bộ xương và cái sự bất tịnh của bộ xương. Ariyani Pramazan Yao Sinh Nhân Khai Bima Pa Dwa Mala Tu Di Pishu Ong Kadai Ngu Dwa Rai Thao Rau Pai Da Vae Phi Phi Na Ugaung Wain Lu Diao Ye Ugaung Wain Kuchi Deria Ugaung Wain Phi Phi Da Mo Yu Du Vae Phi Phi Ala Yu Du Gu Cho Mi Tu Gu Gu Vae Phi Phi Bo No Yu Vido Ora Da Phi Phi Na Chu Dwa Kadai Ngu Dwa Rai. Và sau khi mà thực hành cái thiền bộ xương này, quán bộ xương này lên tới được sơ thiền thì bắt đầu phải chuyển qua. Lúc đó là chuyển qua Kasina, biến xứ trắng. Thì đối với cái biến xứ trắng này, hành giả có thể lấy cái đề mục là chính cái xương sọ của mình hoặc là cái xương sọ của đối tượng khác, của người khác, và hoặc là lấy cái màu trắng từ bộ từ xương, hoặc là có thể lấy màu trắng từ một cái đề mục nào đó. Thì hành giả thực hành cái Kasina trắng. อริยานิมาฮลากระไดนี่สิ้นสิ้นตัวอะไรไอ้ปีมาเอ่อกูเปียวมั้ยฮล่ะเอ่อมีรู้ที่ดากรรมฐานบ่เนาะดากรรมฐานเอ่อที่ตะพระญาณิกาปุคคุสุญเนาะที่บ่เอ่อนานอุเต็งเสรุเลยะเนาะนานนี่ยินเต็งเสรุเลยะเอ่อถ้าว่าเราที่ตุฎฐวิปัตตกาปุคคุสุญเนาะยุติเต็งเสรดาอะยังยุติเต็งเสรดาได้จะรอ đối với những hành giả mà thực hành cái con đường mà thiền thuần quán ấy, thì hành giả đó sẽ bắt đầu bằng cái việc là phải xác định những cái danh cái nama trước. Nhưng mà đối với những cái hành giả mà thực hành và định rồi mới tới quán thì hành giả đó bắt đầu là bây giờ đã bắt đầu hành cái tứ đại để mà xác định được cái sắc, cái rupa. ဒါကမထံသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီရာတွေတဘောပေါအောင်ပေါ့နော်အမှန်ကတော့ဒီယုတ်ဒီသိမ်းစေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲထားတော့ဒီယုတ်ဒီရဲ့တဘောတွေကိုအတိထားတော့ကောင်းတာပေါ့တချို့တကြောင်မို့ပြီးတမာတွေတင်ရလေဥဒ္ဓိမဲ့တွေတင်ရတယ်ဟုတ်လား 39 thì qua cái bước mà thực hành để thấy được để xác định được cái sắc này thì thường là có các cái tiền sinh thì người ta bắt đầu là người ta đi vào người ta tìm hiểu về vi diệu pháp, tìm hiểu về các cái loại sắc có bao nhiêu sắc, 28 sắc hay là bao nhiêu sắc đó, hành giả bắt đầu đi tìm hiểu và tìm hiểu cái nguyên nhân mà sanh ra sắc, chẳng hạn như là nghiệp nè, chẳng hạn như do thời tiết nè, sắc do nghiệp sanh, sắc do thời tiết sanh, sắc do vật thực sanh, sắc do tâm sanh. Đó lúc đó hành giả bắt đầu học và học về, tại vì cái sự tìm hiểu, cái sự học hỏi này nên là từ đó thì hành giả biết nhiều hơn, có cái sự hiểu biết hơn. Bây giờ rồi đi đắc mà thằng đó mà dù lưu chuyện là của ta lý tí ông chú ra mà chàng lý cho chó bó ra bà thú y đá mà chàng lý cho chó bó yu dì bó dì xuyên à bó đá bú ế xuyên tí dô đá thao đôn xuyên hoa yô đá đúng không? Sông sông lý đi là nó. Và đối với thiền tứ đại thì ban đầu đối với đất thì đất có các cái đặc tính như là cứng, thô, nặng, mềm, trơn, nhẹ. Đất là Patawi. Tới nước là Abo. Abo thì có đặc tính là chảy và kết dính. Lửa là Techo, có đặc tính là nóng và lạnh. Wayo là gió, có đặc tính là hỗ trợ và đẩy. Đó là các đặc tính của tứ đại. Thay đồ, Marerbo, chú mê thủ lưu chiên, Marerbo, đối với cái đặc tính đầu tiên của đất, đó là đặc tính cứng, thì chúng ta phải chọn một cái vị trí nào trên cơ thể chúng ta mà cái đặc tính này nó nổi trội nhất, và sau đó thì chúng ta bắt đầu bằng cái
vị trí này, bắt đầu từ vị trí này. Bây giờ thế mà mader bori ji hala pe su ni lu ku a e di bo no mader bori ji ne tat tat su ni mader taung tin twa da de no mader tbo ji a ji de tu a twet twet pi lo su bi ya de ma di dat di lon man su lu mu tu a e ma chan li pyo cho po hala e mader tbo ba lo chan ne tbo li de tbo pyo de tbo li de ka pyan pi lo su bi ya de lo dat ku twet ni nya au bo no mader bori ha tat tat su twa lo chin ma tin down တော့အဲ့ကြတော့ဘာလို့ပြောတဲ့သဘောလေးနဲ့အကူပေါ့နော်တွဲတွဲရှိပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်အောင်လို့ဘာလို့ဒီစနစ်တကျလာတာဟုတ်လို့ပြည့်အတိတိချင်းလို့နော်။မာကျန်လေးပျော်ချောပေါ့တွဲတွဲပေါ့ပထူရီတာနော်။ဦးတဲ့အေးတဲ့ဦးတဲ့သဘောတွေအတင်းပူးနေတဲ့သူဘာလို့အေးတဲ့သဘောလေးနဲ့ပြန်ရှိဦးတွဲရှိပါတယ်နော်။အဲတဲ့ဦးတဲ့သဘောဆိုအကုန်လုံးပူးလောင်နေလို့နော်။အဲ့လိုလေးပေါ့အတွဲလေးတွေပေါ့နော်။
Thì ta lý lưu lệ của ở nhà đi gì đi ông của lý là thả. Và có những cái chúng ta cần phải tìm hiểu chi tiết khi mà chúng ta thực hành chẳng hạn, như là đối với cái đặc tính cứng của đất á, thì chúng ta quán cái đặc tính này thì nếu như mà chúng ta chỉ chăm chú vào quán vào đặc tính này thì từ thì lúc đó cái cơ thể của chúng ta nó sẽ trở nên rất là cứng, rất là khó chịu. Bởi vì cái lý do đó nên là chúng ta phải đi theo từng cặp, chúng ta phải kết hợp các đặc tính với nhau để mà thực hành cho được thuận lợi. Chẳng hạn như chúng ta đặc tính cứng thì kết hợp với đặc tính mềm, đặc tính thô thì kết hợp với đặc tính trơn, và đặc tính nhạt nặng thì kết hợp với đặc tính nhẹ. Còn đối với lửa thì nóng lạnh một cặp, gió cũng vậy, hỗ trợ đẩy nước chảy kịp chín. Thì đó là từng cặp chúng ta nên đi theo từng cặp. Mà chân lý cho chỗ bộ yu si phua si phu y thảo đồ sân bà sân mưu chỉ nó mà rè rè bò nè bà nè rè hù bà gà mà chân lý bio rè rè bò nè đuôi nó chân rè rè bò nè chô rè rè bò nè đuôi lì rè rè bò nè bò rè rè bò nè đuôi nó u rè rè bò nè y rè rè bò nè nó nà bà rè yu si rè bò nè phua di rè rè bò nè nó thao gà nè bò nè đuôn gà nè rè bò nè đá sâu sâu bong lại đó mà chân lý bio chô bò gà chào khu gà bà thù y đá nó nào bà đó, dù gì phu gì cả, à bỏ đã, nó, phu ý cả, thì đó đã, thao đoán cả, qua yếu đã, ta lý ba về chi. Và có bốn tứ đại này nó có 12 đặc tính, thì khi mà chúng ta thực hành thì cứ kết hợp một cặp cặp với nhau, chúng ta đối với đất thì có 6 đặc tính, thì chúng ta kết hợp cứng với mềm, thô với trơn và nặng với nhẹ. Đối với nước thì có đặc tính chảy và kết dính là một cặp, và đối với lửa thì có nóng và lạnh là một cặp, đối với gió thì có hỗ trợ và đẩy là một cặp. Đó là có 12 cái đặc tính tương đương với lại là 6 cặp chúng ta thực hành như vậy đối với tứ đại. Bây giờ rồi thì ta chỉ lưu phao biển đó là thôi, hay là bùn đất bồi phao là ngã bùn lấy thà luôn rồi, ta phao biển này luôn, đúng không mà tôi nhớ, nó, nào được cả bà đâu, thì ý này thà ý là về điều nào hay là đáp lưu ông ngã đất đi phao biển đi vào là luôn, nên lâu mà tôi mới, nó, thà đi cứ đi ông chú làm, ô thì ta bồi đi vào là ta chỉ lưu ba mua chỉ lưu ông này nai cả, thì ta cứ cứ phao biển này hay là lúc giờ xí rồi là, à cứ thà là lì phía đó là, nó, chiều đi mà đó này nó lì phía đó là. Bình thường thì chúng ta thời tiết chúng ta cảm thấy nóng thì chúng ta nói là tôi nóng quá, chúng ta không bao giờ nói là cái đặc tính lửa, cái đặc tính lửa của chúng tôi của tôi nó đang nổi trội. Khi nào mà lạnh cũng vậy, chúng ta nói là ở trời lạnh lắm, mà chúng ta không nói là cái đặc tính lửa nó đang thể hiện ra. Chúng ta không có nghĩ về cái bản chất thực sự mà chúng ta toàn loại nghĩ vào một cái chủ hướng khác. Thì bốn tứ đại này nó giống như là bốn con tán vậy đó, thì nó có cái bản chất của nó là nó luôn thay đổi, nó luôn không có cố định. Và đối với số người bị chẳng hạn như bị bại liệt, cái chân nó không thể nào mà nhấc lên được, thì cái người đó nói là cái chân tôi bị liệt rồi, mà cái người đó không có biết là cái đặc tính gió ở trong đó nó đã thay đổi. Thì ta chỉ lý vào là tên này về trên phao biển mà rồi mà đi, hoặc là phao được phao biển nào, biết biết là nào phao biển mà này, và đâu nên là tất đồng tất đồng phao biển nào về chỉ mà, làm được cua đá thì chính xác nào chú già. Và
đối với tứ đại này khi nào mà nó thay đổi thì chúng ta không thể nào không biết được, nó thay đổi liên tục. Và tại vì là cái sự thay đổi hiện tại, cái sự thay đổi bây giờ nó còn nằm trong cái giới hạn cho phép, nên là chúng ta còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà tới cái thời điểm mà nó thay đổi nhiều thì chúng ta phải học cách, chúng ta phải tìm cách để mà đối mặt với nó. Hay giờ rồi cô lấy là qua tiền bỏ nó thay chú ra chẳng hay giờ rồi biểu trên nào đi ăn uống tham ăn đồ tiền lì là mình lì là bị mà hola thì chú đi ăn bò đi ăn gì ăn bò đi tiền qua yên lì là tham ăn cứ giờ rồi thì giờ rồi giờ rồi cô đặt cái mặt hàng ăn thua mấy bộ cụ thì mình tôi qua luôn nó ra thì mình là Những cái pháp này thì chúng ta cần phải học hỏi, chúng ta phải nỗ lực thì chúng ta mới biết được. Và đối với danh danh pháp và sắc pháp cũng như vậy, cái tính chất của danh sắc và sắc pháp. hay rồi vào lúc nào tôi đi ở đâu luôn đi làm việc gì nữa đi ở đâu cái gì khâu đi nào cái gì khâu gì xí à vào lúc gì đi ở đâu lấy là cái gì nào mà đi nào khâu gì nào mà đi lấy là vào lúc gì đi ở đâu ưu tiên không cho mà đi ngang đâu. Đối với việc thực hành thiền thì ngài Bảo Saraji ngài hướng dẫn cái thiền tứ đại này giống như là cái cách mà mình học cái chữ cái đầu tiên trong tiếng Miến là chữ O. Thì thường là trong tiếng Miến người ta bắt đầu là thực hành, người ta viết cái chữ O cho thật là dẻo, cho thật là nhuyễn, thì bắt đầu là qua cái nhắc các cái chữ khác, tại vì chữ O là nền tảng của tiếng Miến, bản chữ cái tiếng Miến. Thì đối với Việt Nam tiếng Việt thì ngài không biết là sắp xếp như thế nào. Mà lười ra sao thì nào được rồi, nó lười đến nhà sao thì Là thực ra là cái việc thực hành này là chúng ta bắt đầu từ những cái bước đơn giản nhất, những cái dễ nhất. tôi này là tập vô nó bảo na dây của đi mà cả thả bị đồ nó qua quân lý thuê lý lâu lại đi mà tôi này là tập vô lý thiên xa làm để ở đây lưu của miêu bà rú chi à nhà này của nó. Và đối với cái đặc tính mà chẳng hạn như đặc tính đẩy, thì khi mà chúng ta thực hành cái thiền này, chúng ta đặt cái tâm của chúng ta vào đề mục hơi thở một chút, và sau đó chúng ta để ý vào cái đặc tính đẩy chẳng hạn như ở trên đầu của chúng ta, thì lúc này cái đặc tính đẩy này nó sẽ hiển thị rất là rõ bằng thông qua cái trí tuệ của chúng ta. Ta sẽ thấy được bằng trí tuệ. Cái cua của cái ai cũng dùng nó Và mọi người thử trải nghiệm cái phương pháp này thử. thế thì bọn nó ai cũng bảo được bảo là gì cũng đi tháp đi đó ông lấy thôi lấy lấy gì lại tôi này là bồ đề chứ ai tôi này là bồ đề thiên cha là được phi vi nào là chi dung cao thủ thì tôi này là bồ đề chi nó để chú lại là nó bảo phi được chuyện nào mà tao bị mày lu ở cùng lúc bên nhà này tao là bồ đề chi đều tự dòng chú ra chi dung cao thủ chi à nó thì nào bây giờ là alo chuyên trên là tôi là gì cha đa cha cho cha mà tôi này là bồ đề chi đâu miêu chi à thì đã mà nó thì chú đi bên nhà thì đã có mặt hàng sao thì lu đó à Sarabhaya. Thì quên lên thuyết lên ajen ajong phiếu là Sarabhaya. mình thôi đi muốn thôi là chú trai này là cả đại liệt đi này là bồ đề đi nó bảo là cái gì đấy chưa vậy mình thôi đi đi ao biu lại mà nó ai giờ đại mẹ nghe nghe á hu bộ và đi rồi đu ai xin mẹ đi làm thì đi tham mẹ nghe nghe khli li đi đi nhà mẹ đây đây này chú nè quên vu là Cái phụ bà đẹp ạ. Đẹp bà. cái chú này cả Mà đại liệt có ai bà lu này không? bảo là thầy cụ bảo cả thả nó bảo là thầy cụ đi tham biu đó hả thì qua quân lý thoát ly đi rồi mà nó chú chạy này là một chú chạy này đại liệt bảo để đuôi này rồi bảo lý cả nó Thì trước khi mà để mà thấy được cái sắc pháp đó, thì chúng ta phải thực hành cái tứ đại này. Đối với cái đặc tính đẩy chẳng hạn, thì khi mà chúng ta ngồi ngồi xuống hành thiền, chúng ta để ý vào cái hơi thở, và sau đó thì chúng ta sẽ xác định cái đặc tính đẩy này ở trên, bắt đầu là trên đỉnh đầu của chúng ta, bắt đầu là chúng ta xác định xuống từ 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 từ, và từ đó là toàn thân của chúng ta sẽ thấy cái đặc tính đẩy này nó rất là rõ ràng. Và không biết mọi người có để ý là khi mà mấy đứa nít mà sơ sinh, trẻ sơ sinh nó mới sinh ra đời, thì lúc mà nó hít thở thì cái trên cái là cái mỏ ác hay là cái trên đỉnh đầu nó sẽ nhấp nhô, nó thể hiện rất là rõ. Cái đặc tính đẩy này nó cũng vậy, nó thể hiện rất là rõ.
ကိုတွင်းနေဘောတွင်းနေရတဲ့ဘောဒီထင်ရှားနေတဲ့နေရာနေပါတော့ကိုသိနိုင်တဲ့နေရာတွေပါတော့ခြေစုံကောင်းဆုံးဒါတွေရှိတာဘလားသိနေရတယ်နောက်တစ်ခါဒါကျွမ်းကျင်သွားစုမာတယ်တဘောလေးနော်မာတယ်ဘောဆိုတော့ကခုကြိတ်ကြည့်လိုက်ကြိတ်ကြတော့မာတယ်အဲ့မာတယ်ဘောလေးဟုတ်လားခြေစုံကောင်းဆုံးရှိနေတယ်ဒါတွေသိအောင်ကြည့်တာနော်ခြေစုံကောင်းဆုံး Sau khi mà chúng ta thông thuộc rồi, chúng ta thấy được à, nhé, cả cái cơ thể chúng ta không có gì khác, mọi cái đặc tính là đẩy này. Và tiếp theo chúng ta chuyển qua chẳng hạn như cứng, chẳng hạn đặc tính cứng, thì chúng ta sẽ thực hành và chúng ta sẽ thấy được là cái cơ thể da nó sẽ rõ ràng có cái đặc tính cứng từ đỉnh đầu cho tới chân. Mare bò bì bà chân nè bò hola chân nè bò ai cũng nào đôn nè bò liề mare bò liề đôi chân chân nè bò liề đi thiên sa là nó để cái lúc qua mà thiên sa là qua cũng bố chỉ chân nè để giải chi vậy này cô ấy bà rồi luôn ra lấy gì bố bố chỉ lại chân nào về chân nè bò liề cô luôn chỉ nó để tôi cô luôn chỉ dùng cao nó chân nè bò liề về tự học chú ra tiếp theo là cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết thêm đó là chúng ta biết thêm cái đặc tính thô. Đặc tính thô chúng ta thử chúng ta lấy những tay tay của chúng ta cạo vào một cái điểm nào đó thì chúng ta sẽ tự cảm nhận được cái đặc tính thô này rất rõ ràng. Cái đặc tính thô này khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy đó được trên hết toàn bộ cơ thể của chúng ta. Nào vào ma chân li li đệ bồ đề li đệ bồ đề thà lưu đi khana cô li lai tha lưu ra biểu ra hả là hồ ta đi phao chân nó biểu ra mà biểu ra hả nó cô ta đi mà tha rồi biểu ra li đệ bồ đề miết gì hả là tha như này lại hả là tha biểu qua cô hồ bồ blue blue biểu ra là phi gì lại li li đệ bồ đề đuôi à ai cái li đệ bồ đề cô nó chi dung cao nó chi đã đi ông chú ra nó và cái bước tiếp theo là chúng ta nhận biết cái đặc tính nặng thì đối với đặc tính nặng này bình thường nhiều người hay gặp cái trường hợp mà người ta nói là sao mà hôm nay cơ thể nó cảm thấy nặng nề quá thực ra mọi người không có hiểu được cái bản chất là cái tứ đại của chúng ta nó đang bất ổn cái đặc tính này nó đang nổi trội lên không có chúng ta không có để ý tới nó thì đối với cái đặc tính nặng này thì khi chúng ta ngồi xuống chúng ta thử là chúng ta nhún xuống chúng ta ép cái người chúng ta xuống thì cái đặc tính này nó sẽ nổi trội lên và khi mà chúng ta thực hành liên tục thì chúng ta sẽ thấy cái đặc tính này nó có mặt hầu hết hầu khắp ở trên cơ thể chúng ta. Ai đó, lì đẻ bò bì lu gì mà chăn lì, ai đó thâu đẻ bò, phải là nó thâu thà rồi. Thâu đẻ bò lu thâu đẻ là tụi ai yêu bò nó, ai yêu bé bà nó, ai yêu yêu thâu đi thâu đẻ luôn. Thì khán ác yêu yêu phải là, qua cái sâu chỉ là nó tu thâu cái ai đi xíu bò đi bò nó. Thì bà không là quá yếu bộ nè thì thao thà luôn thì luôn nhiều giờ là cứ ta bây giờ thì cứ thay này yoga thay này rồi thì cái quá yếu thì bộ thao gan thà luôn quá yếu mà thao gan này thì bộ muốn lên rồi là nó ai chơi đâu để tôi cái thao đây thì bộ hoặc là qua cũng lâu thì thao thà đây thì bộ thì tôi ai chơi chế độ ngon đồ vào đó yêu gia đồ đa gia cho gia thì thao đây thì bộ thì về chi để luôn đi học chú ta và cái đặc tính tiếp theo là đặc tính của gió là đặc tính hỗ trợ thì chúng ta sẽ thử chúng ta lắc lư cái cơ thể của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính này nó rõ ràng là những cái phần ở trong cơ thể của chúng ta nó hỗ trợ lẫn nhau và nó giúp cho chúng ta trụ vững vì cái đặc tính hỗ trợ này và tương tự như vậy chúng ta cũng thực hành và chúng ta sẽ cảm nhận được cái đặc tính hỗ trợ này nó rõ ràng và nó có mặt hầu hết ở trên cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta. Thà cái đặc biệt hơn thì đối với bao nhiêu người đó là đâu đó với cái gia đình các bao nhiêu đó chỉ thì đánh đó mà được rồi. Và đối với những cái hành giả mà thực hành cái thiền quán khô á, thì không con đường thuần quán á, thì hành giả sẽ bắt đầu là thực hành cái thiền tứ đại và thực hành theo các bước như là sa đo vừa hướng dẫn. Ma chân li ha la thao đuôn bi đoạt rồi tiêu đề được bộ tiêu đề được bộ bên nhà tôi cứ ai cứ lúc khăn li cha li nó thu chỉ là nó tiêu đề được bộ thì chỉ ai tiêu đề được bộ thì cô nó chỉ dùng cao dùng bảo nó tiêu đề được bộ thì thiên cha chỉ ta điều tiêu ông chủ già. Và đặc tính tiếp theo là đặc tính nhẹ. Thì đặc tính nhẹ thì mọi người thử là mọi người bằng miệng lại và mọi người sẽ cảm nhận ra cái đặc tính mềm. Cái đặc tính mềm thì mọi người ngậm miệng bằng miệng lại thì mọi người sẽ cảm nhận được cái đặc tính này và thực hành cho đến khi nào mà thấy được cái đặc tính này nó có mặt hầu hết trên cơ thể của chúng ta. Now phá đoạn là sự chua đẻ đồ, nó chua đẻ đồ cái đó, ai chỉ thấy nô khang bị áo nô khang bị gì bà đó, từ đuôi lên là sụp bị xả lên là cố gì lại bỏ, chỉ bỏ, đau miệng khi bị ốm là,
chi nào biểu là đam là cái lưu phơi gì à từ chỗ đây là bồ đề đuổi à cái nào bảo lúc chi tung cao nó là đi chỗ đây là bồ đề chi nào đi dòng chủ già và đặc tính tiếp theo là đặc tính trơn. Đối với đặc tính trơn này thì hành giả thử là hành giả bằm miệng lại, hành giả dùng cái nước bọt làm trơn cái bề mặt vành môi của mình và lúc đó dùng lưỡi để mà đẩy qua đẩy lại từ mép miệng bên này qua tới mép miệng bên kia, thì hành giả sẽ thấy được cái đặc tính trơn này rõ ràng. Và làm sao để thấy được cái đặc tính trơn này nó có mặt từ đầu xuống chân. Và cùng lúc đó thì mọi người cũng dễ cảm nhận được cái đặc tính nhẹ. Nhưng mà nếu như mà chưa có cảm nhận được đặc tính nhẹ thì có thể lấy tay của mình đặt ở trên đùi và nhúc nhích cái ngón tay thử. Và mọi người sẽ thấy được cái đặc tính nhẹ này rõ ràng. Và thực hành, từ từ nhẹ thực hành, sẽ thế nào thấy từ đầu xuống chân thấy được rõ ràng. Now, you see that body, và đối với cái đặc tính chảy thì giống như là hôm qua có một cái hành giả trình pháp với ngài nói là cái hiện tượng là có bị hay bị chảy nước bọt thì cái này hiện tượng này là do cái thủy đại này nó mạnh quá và nó thể hiện rõ cái bản chất ra. Và tương tự như vậy, khi mà cơ thể của chúng ta cảm thấy là nó rất là tê thì chúng ta lúc này cái phong đại nó đang nổi trội. Và đây là cơ thể của chúng ta thì lúc nào cũng có những cái tứ đại này nó bất ổn, nó thay đổi như vậy. Hiểu gì bây giờ phơi gì rồi phơi gì rồi เดี๋ยวก็จะการเนี่ยเราคงต้องฮะล่ะโยกีดีการติ้งจะจะจีดีพิมพ์มันเองอ่ะพิมพ์นี่เลยก็มันดีดีว่าบ่อาบ่อบ่อเนาะอาบ่อได้ดีลงเกณฑ์ฮะล่ะอยู่เผื่อดีได้บ่อดีไอ้ชื่อเนี่ยอกงลงชื่อเนี่ยญาติชื่อเนี่ยคือจะได้บ่อดีทุกคนลงฮะล่ะชื่อตรงกลางตีอย่างจูดาเลยคือตัวจักรที่แท้ละคือ tính chất tiếp theo là với cái tính chất kết dính của nước. Bình thường thì chúng ta khi mà chúng ta cảm thấy cái cơ thể của nhà cảm thấy nó cảm thấy chật chội thì lúc đó là cái đặc tính kết dính này nó thể hiện rõ ràng. Chúng ta quan sát làm sao thấy được trên toàn bộ cơ thể của chúng ta. Now, thà bà nhà đầu vào lấy cái bù là đi rồi thì luôn về là ở đây đi ăn thì cũng chỉ để đi ăn chủ gia. Và đặc tính tiếp theo là đặc tính nóng, thì khi mà hành giả đặt cái tay của mình lên một cái chỗ nào lâu quá thì lúc này cái cảm giác nóng thì nó sẽ sanh khởi, và đó là thể hiện là đặc tính của hỏa đại. Thì lúc này hành giả thực hành tương tự làm sao mà thấy được hết tất cả trên bộ phận trên cơ thể của mình. Thay na giá lại là đi thôi đi thiên giá lại là bú là cái nào nên là bị thế phải lựa bọn. Thì bình thường thì khi mà mình ngồi lâu thì mình sẽ dễ có cái cảm giác nóng, cảm thấy nóng mà mình muốn nhúc nhích và nhúc nhích lại để đỡ nóng. Mà rồi luôn cái đấy hà thì thiên cha là vậy nó luôn cái lại theo rồi đi đó luôn cái u là đấy nào y là đấy y là huấn luyện thôi đi y là huấn luyện thôi đi nào vợ sinh ra nhà cái thằng này nào đi vào đi thi đi đoạt cái y là đấy thì alo anh cũng biết là ở đâu cũng luôn y để được chỉ vào là chỉ trong vòng đi vòng chú ta đấy đó là đi rồi nó ý là lại tì đó với bù là lại tì đó. Tại vì cái nếu như mà cái tính chất nào đó nó vượt trội quá, nó rõ ràng quá thì nó sẽ thể hiện ra. Tương tự như vậy đối với cái đặc tính lạnh á, thì chẳng hạn như khi chúng ta để ý hơi thở vào hơi thở ra chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó có cái
sự mát mát, rất có cảm thấy cái sự dễ chịu mát mát ở đó, thì chúng ta thực hành chúng ta sẽ thấy được cái tính chất này, tính chất mát lạnh này nó có mặt trên cơ thể chúng ta tất cả. Arilu hola, aku thao ma jan li pyo cho bo. Da ga 6 myu wa ba do patthawi da, no? Yosi phwe di ga abodha, no? U e ga ti do da, no? Thao twon ga wayo da su jo paung lai do da ji li ba chi. Da ji li ba be chi, di khana ko ma da ji li ba be chi. À, tóm lại là chúng ta có địa đại đặc tính cứng thô nặng mềm trơn nhẹ, thủy đại đặc tính là chạy kết dính, hỏa đại có đặc tính nóng lạnh và phong đại có đặc tính là hỗ trợ và đẩy, thì cơ thể của chúng ta nó không nằm ngoài gì ngoài cái 12 cái đặc tính này của đất nước thủy gió hết. Nếu bây giờ là ta chỉ lý ba bố chỉ lý này này ta bố chỉ lý cầu được không cái gì thì được rồi phải không là đại di tức pháp biến đó là tùy vô đại biến đó. Và Đức Phật ngài ví dụ cái tứ đại này giống như là bốn con rắn độc, thì khi nào bốn con rắn độc này nó cắn thì người ta sẽ chết. Tương tự vậy đối với tứ đại, khi mà nó bất ổn thì chúng ta sẽ dễ dẫn đến là chúng ta chết. Ví dụ như là ta khai sinh nhân đó mà ngã hà là bùn bùn đi luôn cái này ngã đất đi phao biển đi vào là sinh nhân mà ngã bùn lại ra thì được sinh nhân mà phao biển đó là ta khai sinh nhân. Và chúng ta khi mà chúng ta gặp những cái trở ngại, chẳng hạn như chúng ta cảm thấy nóng được quá, thì chúng ta nên mau quan sát là đây là cái lúc mà cái hỏa đại nó đang thịnh lên, nó đang hướng thịnh lên, mình mới có cảm giác đó thôi. Chúng ta xem xét quan sát nó. Mà rồi nhớ so với cái đi ari à đi tóc cà bưởi đi qua đi, hola. Số lần mù đi cho cha đoạt luôn, thà rồi xin nhận khai nè. Cũng như vậy rồi, chú lìp xe đoạt đi, hola. Vài giờ đã phao biển luôn, lìp xe đoạt đi. Mà đoạt này nó, ai chớ à, ngắm mà phía lì chiến sự đấy. Thà mình luôn đi ari, nên luôn luôn thà ô vài giờ đoạt. Tu yết ba hoa hala đi đã đi phao biển nghe đào về, lúc qua gục phi đào là, ai đi lúc phi đào luôn đi ari luôn, nên luôn luôn là xem mà để phi ní bộ nó. Và Đức Phật này chỉ dạy cho chúng ta những cái phương pháp này để mà làm sao chúng ta vượt qua sầu bi, chúng ta thoát khỏi sầu bi. Có những người là khi mà người ta bị chẳng hạn bị đột quỵ, bị liệt thì người ta không thể nào mà cử động được. Lúc đó nếu như mà người đó mà hiểu được cái bản chất đây là do cái sự thay đổi, do cái sự không có tự nhiên của cái phong đại nên là mình bị như vậy, chứ không phải là cái gì khác hết. Nếu người ta hiểu được như vậy thì người ta sẽ không có cảm thấy là đau khổ, là tại sao mình lại bị như vậy. Đó là cái cách mà để mà chúng ta suy ngẫm, chúng ta quán xét để mà chúng ta giải bỏ ra những cái đau khổ, giảm bớt ra những cái sầu bi cuộc sống của chúng ta. Thì đi sâu chi con xin được lâu này vì vậy vì mấy bộ mình thì đang rồi nữa là sâu đâu để khai bù bị lại rồi xin. Hôm nay không biết là sao đó có thiết được hết cái bài pháp để mà cái cách mà Đức Phật hướng dẫn để mà dẹp tan được những cái phiền trược, những cái sự rối rắm ở trong cuộc sống không? Ai giờ đó biểu diễn nào cả khu ma chân lý biểu cho bộ nó để cú khăn nào cú ma ni để tao đến ni để hola lý ni để nó cái giờ đó là bộ ba ba về hola để nào vào đó cái giờ cho ni là hola để tam yếu đi phi ni để suy ngã khăn nào cú ma Tarabori phao biển đi vậy là, nó đặt đi. Thà vào đó, bà đi khăn nào cũng lên đi đấy, ngã lì lại đó là đoạn đường này vào đó. Oh, Tarabori, không bỏ nó, bắt đuôi đặt đi luôn cái này đấy, để lùi đuôi à, nó. Đa mà, xem mà này đuôi bỏ nó, đuôi mà vào đó, đi à mà miệng mà, nó. Đi cả, để ta đi dọn chỗ đó, bây giờ cúp gió được rồi, nó. Đi, thà vào đó, bu đấy rồi chứ, oh, ngã bu lại thà rồi, oh, bu lại thà qua Tarabori này, thì đi ăn bò này bò, tao làm mấy thứ gì, ô đa gà bò, tí đồ ta đi luôn cái gì đấy, để lưu đồ ăn, nó. Và có một có những lúc chúng ta đi, chúng ta cảm thấy là cơ thể của chúng ta nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái, thì lúc đó cái đặc tính là cái đặc tính nhẹ nhàng nhẹ của đất nó đang thể hiện rõ. Một có những khi thì chúng ta cảm thấy nó rất là trơn bước, nó đó là cái đặc tính trơn của đất nó thể hiện rõ. Thì bởi vì chúng ta hiểu được cái bản chất này nên là khi mà cái tứ đại này nó bất ổn, bắt đầu thay đổi, thì chúng ta
chúng ta hướng tới nó, chúng ta suy ngẫm về nó. Và tương tự như vậy, khi mà cái chúng ta cảm thấy nó nặng nề thì đây là cái lúc mà đặc tính của đất nó đang thể hiện rõ. Và chúng ta biết được cái sự thật này, chúng ta biết được những cái bản chất chân đế này, thì chúng ta có được những cái suy nghĩ đúng đắn. Và cái có cái suy nghĩ đúng đắn này thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái vấn đề một cách đúng đắn. Và làm sao để mà chúng ta phải thực hành, chúng ta phải nỗ lực thực hành để mà nhìn ra được cái vấn đề này. Và nếu như mà cơ thể mình có nhiều lúc nó cảm thấy nóng nảy, bực bội, nóng nảy, khó chịu, thì cứ thắc ý là đây là cái lúc mà lửa nó đang thịnh hành. Lúc đó chúng ta suy ngẫm và chúng ta giải quyết được cái vấn đề chúng ta đang gặp phải. အဲ့ဒီလိုကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုဒီငါးစင်တိုင်းဟုတ်လားမာဂျန်လေးပြောချောဖို့ပထဝီဓာတ်เนาะဒါလေးတူကွာလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလဲကွာဟိုဘောเนาะဒါလေးထင်ရှားနေအောင်မန်တော့တက္ကမထံဆိုတက္ကမထံတိုင်းကွာဟိုเนาะအဲထိုင်းနေလဲဟာလာဒီတတ်တဘောဒီကိုဆင်ញရမယ်ပထဝီဓာတ်เนาะအာဘောเนาะဇူတိဖွေဒီတဘောဒီကြည်ပြီးတော့အာဘောเนาะလေဒါမျိုးဒီကွာထင်ရှားနေမှာနောက်ပါတော့ဟောဘူးရဲ့တဘောဒီကြည်တော့ပ
เออดีตาตะโบดิกูอ่ะบาลงฉี่ตรงกองโตมีอย่างจิปี้จิณีได้การจ้ะတော့เออถ้าว่าเรากูပြောได้ล่ะปกกฎตัตวะเออโหเนาะตมุติတော့มานะบาอ่ะงาเว้ตูเว้ไม่ရှိတော့ဟုတ်လားกွဲတော့ล่ะဗောโอ้ดีตาตะโบดิပဲရှိတော့ล่ะဗလားဆိုကိုယ့်အကူပါတော့เออနားလေล่ะ Lúc mà chúng ta đi lại, chúng ta ngồi xuống thì chúng ta cứ thực hành, chúng ta thấy ra được là cái bản chất là cứng thô nặng mềm trơn nhẹ là của đất, của địa đài, đặc tính chảy kết dính là chúng ta biết là của thủy đài, nóng lạnh chúng ta biết của hỏa đài và hỗ trợ đấy chúng ta biết của phong đài. Và từ chúng ta thực hành liên tục thì chúng ta sẽ thấy ra được những cái tính chất này, từ chân lên đến đầu chúng ta đều thấy được rõ ràng hết. Và khi đó thì chúng ta sẽ nhận ra một điều là không có một cái chúng sanh, không có một cái bản ngã nào ở đây hết. nó chỉ là tứ đại luôn và những cái đặc tính của tứ đại thôi. Mặc dù là ở trên mặt chế định á, thì nó có cái kiểu, nó có những cái danh tính đặt tên, nó có những cách đặt tên, nhưng mà thực ra bản chất của các pháp á, thì nó là chân đế, thì nó chỉ có không có gì ngoài tứ đại này. Và Ngài muốn hỏi tính chúng là mọi người có hiểu được cái tính chất của cái tứ đại chưa? Bao đề đại là sinh nhiệm, bao đề đại sinh nhiệm. Và chúng ta hiểu như thế nào thì chúng ta cũng nên chúng ta cũng nên xem xét, chúng ta phân tích như vậy. Ừ, cái điều này mà lâu nè, nó cái điều xuống là bù đà đấy, phải không? Thuận là bù đấy, cái giờ đó tu à vô đa hình thì là chết là, nó vô đa hình thì chết là rồi đấy. Cái bây giờ thì phụ nhiệm về cái bây giờ bài hình thì ông nói rồi, cứ rồi rồi thay đa hình thì bỏ, thay lý bài hình thì bỏ rồi, phải không? À lúc này mà lâu nè, nó lâu cả tu bù đi rồi, tu bù nè vô đa bỏ nó. Vô đa số lâu cả bây giờ thay đại khoa mà, thay thay lý bài luôn rồi, tu à bị thay lý bài thì đã là phải là thay lý bài thì đã là tu về luôn mới vào đi. Ngài đưa ra một cái ví dụ thì Ngài nói là có, nếu như mà có một cái người cần sự nam tới chùa để mà cúng dường chư tăng, trong đó cúng dường mà chẳng hạn như đem tới là thịt heo để mà cúng dường chư tăng, thì lúc đó có vị sư tới hỏi là con đem gì tới cúng dường chùa vậy, thì vì nếu như mà cái vị thiền nam này trả lời là đem tứ đại tới cúng dường thì chắc chắn là cái điều này nó không phù hợp rồi. Thì đương nhiên là mình cần phải sử dụng những cái từ ngữ mà chế định, gọi là samuti, từ ngữ chế định, nhưng mà mình hiểu được cái bản chất của nó, nhưng mà mình vẫn nên dùng những cái từ ngữ này để mà dùng trong cái cuộc sống hàng ngày, nhưng không nên là bán cho tôi một ký tứ đại này, hoặc là đáng quên nửa cái tứ đại kia, thì không ai hiểu được ý của mình, mặc dù là mình biết được là bản chất nó như vậy. Loka pinya gara loka pinya chi dao no e tu muti ro ma na ho la chi ti ar bo ne ro pe ya le ha lu ro ko ya ma du ba ai cha ro byo chin na ga alu dhatti hu sin yin ne
đi tập võ đi thiền gia bị đau là đi bắt đi áo võ đi đó thật ra sinh nhật chế độ ngon một sinh nhật cái gì đó phi bình này thì bà đâu bị gối áo luôn là tên tên loa luôn bọn nó tên đại luôn đó phi bình này phi bình đó chế độ gì nhiều phi đó đủ tâm hari đi câu này cái gì đó thì luôn luôn đi biểu quê đó là nó cái luôn mà quê u luôn gì này thì agada ta thực ra chỉ để agada ta của bà đó để siêu à nó hari luôn siêu luôn gì thì cái gì mà con nó âm mưu niệm hoa đi phi đó là hari luôn nhận thế đấy thế gian thì có những cái từ ngữ, cái ngôn ngữ chế định của thế gian. Còn chúng ta đang thực hành ở đây là thực hành chân đế, thực hành những pháp xuất thế thì nó khác. Và khi mà chúng ta thực hành tứ đại này một cách thuần thục, một cách vững chãi rồi thì từ từ chúng ta sẽ thấy là cái cơ thể của chúng ta lúc nói định nó xuất hiện định thì nó sẽ tan rã hết, nó giống như là một cái đám mây hoặc là một cái đám khói vậy đó, nó không còn cái tính khối nữa mà nó lại phân rã ra như vậy. Nếu như mà cái người nào chưa có đủ định, chưa có đủ trí tuệ để mà thấy được cái điều này thì lúc đó hãy để cái tâm vào cái đặc tính của cái hư không thì mọi người sẽ thấy là lúc này là cơ thể của chúng ta nó sẽ trở thành đám mây đám khói. Ở đây luôn là phần đa là sinh nhi để tập phi biến này nó cũng biểu đạt luôn về thà vào miêu dòng sinh gì đấy là như thế đó bảo nó tập phi biến này vào rồi phiu nào để chi biểu hay là tập phi biến này đại gia vào rồi con nó phiu đó là bảo cái nào biểu được qua là bảo con nó là mong mua đi phi thôi. Ở đây luôn phía phụ tử lối chính là chỉ đông chỉ bên như vậy tử chính thì agada ta tử là chỉ agada tử là bảo gia của nó bảo gia tử là chỉ là suy ai ông biểu biểu siêu đó bên ta đi ăn con lỗ mông mua để phía đó ai già mà ai theo mà đi ở đây lối biểu đó lối chính đó thì tăng đi cái nào bọn nó thì tăng đi cái nào đó biểu đó là mông mua để phía đó bên tham mà lối nào đó bảo tâm hoa cái nào số đấy để tu yết phổ đi đi ông chú ra nó mà chúng ta cứ thực hành liên tục như vậy thì từ từ chúng ta sẽ đạt đến cái giai đoạn là chúng ta thấy là thân xác của chúng ta nó sẽ chỉ là những cái hạt bụi, nó sẽ tan rã ra, nó không còn cái tính gọi là cái tính khối nữa, và chúng ta sẽ có nhìn ra được cái vấn đề. Nếu như mà vẫn chưa có thấy ra được cái sự tan rã này, cái sự mất đi của cái tính khối này, thì lúc đó hãy để ý vào cái hư không giới ở trong, và chúng ta sẽ cảm nhận được là lúc này thực sự là nó sẽ tan rã hết, tất cả cái tên khối nó không còn nữa, và tất cả nó sẽ giống như là những cái hạt bụi, hạt cát, nó sẽ biến thành như vậy. Và từ từ chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ hiểu được cái tính chất, cái bản chất của cái vấn đề này. Tăng tadi kena là piu lah, ai nào mà bà đó tâm qua kena, hả là piu ao, hả là bà lúa mà lên xuống dưới chân thì cái nari piu ao, tuy là tập bà vào nó, lấy cái bát thủy đã, hả là bát thủy này mà lên tập bò đi, con nào piu lên tập bò đi, hả là mà chàng li piu cho bò yếu thì bò gì bò, bùi thau được thì tập bò đi vào, tỷ ông chú già, ai nào mà bà tỷ bị số mà, thì ta li ba tỷ bị số mà tuy là bà nó mi phi đấy, ubà ra yếu đi út cả, con nào cái nào đã ô già, hả là ta li út cả xin nhà, nó, để lúc tỷ mà ra lên bà nó, tâm qua cái nào piu luôn. Ai nào mà cái gia cái nào tuy là lắc nào đi vào nó cái gia lắc nào tuy là lục bồ đi đa lý đi tiêu ông chú già mà thì yếu đi lục bồ đi u ti mà đa mà đa thì tòa chân nào đâu đã ủy ban các bộ cụ vào đó đâu đã ủy ban các nhà nước các bộ cụ thì đánh đó mà tòa à nó đa mà ai mà yêu cụ tinh xia đa mà nào mà căn cho biết yếu đi xây trong biết yếu đi u lu trong biết yếu đi á ra trong biết yếu đi hoặc là để lu xin nhà nó đem biểu tinh xia là khi mà thực hành trải qua bước đức này thì hành giả sẽ thấy được rõ ràng 12 cái đặc tính của tứ đại: cứng thô, nặng mềm, trơn nhẹ, chảy, kích dính, nóng lạnh, hỗ trợ đẩy, thấy nó được rất là rõ ràng. Sau khi thấy nó được rõ ràng thì sẽ chuyển qua cái bước là nhìn thấy sắc, và nhìn thấy các cái tướng trạng của các sắc, và đó là đối với hành giả mà thực hành theo cái con đường thuần quán thì nhìn thấy sắc và sẽ phân tích ra là sắc này do đâu, sắc này do nghiệp sanh hay là sắc này do vật thực, do thời tiết, do tâm sanh, thấy ra được. Ở đây lu
thì giờ đây cả hola thì yếu đi u thì lại bỏ nó thì tar bỏ đi lấy sinh nhật thì thao đồ đoá ra là sẽ cứ đoá ra đoá ra cả na sinh hoạt cái ya hả là cái này vào đi lại sinh nhật này chỉ mà ví dụ thì cái nhà thế luôn chỉ ai chỉ mà được yếu đi à thao đồ u đến lúc cứ thao đồ này ngang này gặp phong mới gì miêu biểu hiện phong mới gì biểu đi đi thì là mồi thì yếu đi thì để cứ đi vào đi phong nhà đi biểu biểu đi biểu u đi bí bán này còn cô bí bán này đấy bí bán ừ à con kia mà tha là sao đâu vậy khoa văn này này đấy à mà ai đang phiền đó nó ở đây cũng tin này đấy nó à chú nhau chỉ nên là ở đi đây yếu đi ở đâu đi nhà này thế ai chỉ người ở đây thì khoa văn này hola ai cũng đào vào đâu thì ví dụ miền ở đâu ai đang như này thì hola để giao u đi bộ nó tham ô mua đi vào rồi đâu khoa văn này hola mua đi mua vào đi cha là đi bộ yếu đi chết khi bị đột biến như thế thôi thì khá là đam mê này ai chỉ nó no? Tôi là lấy phía biến này thì tiếp theo thì đối với cái giai đoạn mà xác định cái sắc pháp này thì từ chúng ta sẽ chuyển lên tới các cái căn môn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt thân căn, thì chúng ta sẽ quan sát từng căn môn. Và nếu như mà đối với những người mà có cái trí tuệ sắc bén thì cái người này sẽ thấy ra được là những cái sắc pháp lúc này nó sinh ra, nó diệt, nó rất là nhanh chóng, giống như là cơn mưa rơi, nó rơi xuống và nó diệt đi. Thì đối với những hành giả có trí tuệ sắc bén thì sẽ nhìn ra được. Thế cho nên là phía bên đó bên này thì bảo là những người mà phía bên này ở đây lưu bu như này này lưu nó nhà này đến thế là lưu gì ai xin người ta cụ thảo vào qua nãy giờ tôi qua tôi xin nhận ra để tham mà lưu lưu đi để nó để ở đây bu hoặc là tôi về bảo vào là cái nào đi hoặc là xin nhận mà nào đó mình nhận là cái nào tôi ở nãy giờ tôi qua xin nhận là bảo nó đi ra được bố đi mà được bố chơi được bố hả là cha này bố đi được bố cái tình huống này nó chỉ xảy ra đối với những người có trí tuệ sắc bén nhìn thấy được cái danh sắc, cái sắc nó sanh diệt ngay trong lúc đó. Nhưng mà lúc này khi mà thấy sắc sanh diệt như vậy rồi bắt đầu quán vô thường, khổ vô ngã thì chưa tới cái giai đoạn này, nó cần phải thực hành thêm để thấy ra những cái đặc tính chung riêng nữa, chứ chưa có tới cái giai đoạn này. Khi mà hành giả mà thực hành mà hành giả thấy được những cái đặc tính này của tứ đại á, cứng thô nặng mềm trơn nhẹ chảy kết dính tấm lạnh hỗ trợ đẩy, thì sau đó thì hành giả thực hành từng bước để mà thấy ra được cái sắc pháp á, thì lúc đó là coi như là đã thực hành được cái giai đoạn là xác định danh hoặc là phân tích cái xác định sắc hay là thấy được cái sắc pháp. Đây luôn à, đi yếu điều ai đây xin đại đồ à, đấy nó đầu đầu vừa được cái anh ấy cũng cứu rồi, cứu được đấy, đã đi cứu hola, xin đi được giờ đồ à, đấy nó mà chẳng lý cho chỗ bộ rồi đi bộ đi vui thao đuôi hả, đi được bộ đi chỉ đông con đông hola, mà để bộ cả mà chẳng lý cho chỗ bộ, đã đi cứu bộ thiên sa này mà bảo nó có thui đã, đi luôn đồ à, đấy nó, cứ để ý để bộ thiên sa mà bảo ở đi rồi đã, nó. Thao đồ này bao giờ vào vay ở đa yếu đi bồi đi được bù ít này bao giờ yếu đi bồi đi được bao giờ áp ở đa lúc đi đa đi vào lúc sinh ra sinh nhật lại lúc sinh nhật miền nam sinh nhật cúp rồi đấy hola chỉ đông chỉ bên nhà được chuyện đấy thì cái nào biểu đoán này nó mà biểu lúc sinh lại thì chỉ đông chỉ bên nhà ăn cá tra tra xí đấy thì ai cũng biểu biểu vào đúng siêu ai giờ mà không mua mua được chuyện toa ai nào mà vào cúp rồi đấy à đi dễ cái gì vào đó yếu như thế hoa thui đa như thế bao đi hola why you the body, the doy the body, our boy at the body to Ludoa, no? Và đối với những người mà hành thiền theo cái con đường thông quán thì phải thực hành cho đúng tuần tự, cho đúng cái quy trình. Và khi mà thấy được cái đặc tính của đất là cứng thô nặng mềm trơn nhẹ, của nước là chảy kết dính, của lửa là nóng lạnh, của gió là hỗ trợ đẩy, thì lúc này phải thực hành liên tục và thực hành sao làm sao cho mà thấy được từ đầu cho đến chân, thấy được rõ ràng. Và thực hành một thời gian thì sẽ thấy được là cái tính khối nó bắt đầu nó sụp đổ, không còn cái tính khối nữa, nó là những cái hạt nhỏ
Nếu như mà chưa thấy ra được những cái hạt nhỏ này thì lúc này để ý vào cái hư không giới, tác ý vào cái hư không giới, và là sẽ thấy được không còn tính khối nữa. Và khi mà nó trở thành những cái hạt nhỏ rồi thì lúc này những cái hạt sắc đó, thì lúc này hành giả cũng phân tích tứ đại ở trong đó, có cái đặc tính của đất nước lửa gió trong đó, hành giả cũng xem xét, cũng quán chiếu cái đặc tính, và coi như là lúc đó là hành giả đã thực hành trong cái bước là xác định và nhìn thấy được cái sắc pháp. Đó là bố bảo là đi chịu tinh thế bổn thì đi ai đánh đoạt à mấy lu ni à u cho gì nó hỏi tất cả mặt hàng đi đoạt gì ai đánh đoạt sinh nhật giả đoạt nó. Và ngài hỏi là mọi người có hiểu được những cái lời mà ngài vừa dạy không? Thì đối với những cái người mà hành theo con đường thông quán là phải hành theo đúng cái trung tự như vậy. Ta cứ lưu là na bi đấy, chỉ là sa bi đó, hoặc là na về đi. ပူးနေလို့ချင်းလဲဘာငါခဏကြီးပူးနေလို့ပြောရတယ်ဟုတ်လားကျော်ဒါတဘောဒီဖောက်ပြန်ပြီဗလားဆင်းရင်ပေါ့เนาะဒီလိုတက်ဒီလွန်ခဲနေဟုတ်လားခဏကိုလေးနေတူပါတော့ပထဝီတက်ဒီလွန်ခဲနေဗလားလို့ဒါဆင်းရင်တာအမှန်ပဲเนาะအဲ့လိုဆင်းရင်ရဗဒါမတ္တတရာရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဟာငါခဏကိုငါလေးလိုက်တာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြဿနာတက်တော့မှာဟုတ်လားတော့ကားတွေပါရတော့ဒေါရတွေပါတော့ Lúc mà mọi người nghe pháp bây giờ nghe pháp cũng lâu rồi, có thể là nghe nhiều quá nó bị nóng tai, thì lúc đó áp dụng bài học hôm nay thì là đừng có nghĩ là tôi bị nóng tai, lúc đó nghĩ là lúc này là cái đặc tính nóng nó đang thịnh hành lên. Nếu như mà cảm thấy cơ thể mình nó nặng nề quá thì cũng vậy, cũng tác ý tới tứ đại, thì lúc đó cái những cái cảm thọ nó sẽ lắng xuống, nó sẽ dịu lại và mình sẽ đỡ đi, đỡ bị sanh khởi những cái tâm sân, những cái tâm sầu bi. Và Đức Phật ngài khuyến khích cho ngài dạy dỗ, dạy bảo cho những người học trò của ngài là thực hành như vậy, phải phân tích, phải xem xét, quán chiếu những cái sự vật, những cái hiện tượng theo cách đó. Và sau khi mà chúng ta đã xác định xong sắc rồi thì chúng ta chuyển qua cái bước là chúng ta xác định, chúng ta phân tích qua tây chánh. Hay luôn nè đi ai qua mẹ xử lý chuyện này qua hồ bỏ nên tụi thay anh đi gặp bố cô xử lý chuyện này qua thì tâm ari đi à con này con này chỉ giả đó muốn đi phải đi trên nè chế lâu rồi mà nó cái nè chế đông chỉ lâu lâu lại lâu chuyện mấy thứ gì mấy ai cũng lại để tụi thì nó mấy cái yếu lại ai giờ ai nó mấy thêm vào đó qua cái xây cái tuổi được nhẹ đoạn mà nó để ta lấy tiền bị lại rồi ai giờ nó ní rồi tân ai nên ai ní rồi nó và qua cái giai đoạn mà xác định danh á, thì đối với cái hành giả mà hành theo cái thiền định trước á, thì rất là thuận lợi, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại để ý vào hơi thở được 1-2 nhịp, 3-4 nhịp thì lúc đó cái tướng của định nó sẽ hiện lên, và lúc đó chỉ việc là chìm vào cái tướng của định này thôi và trú ở trong đó 1-2 tiếng 3 tiếng. ไอ้ giờ ไอ้ไอ้เทมาก็ใส่นิดပြီးတော့ဟုတ်လားအဲပထမဇံဝန်သားမယ်ဆိုပထမဇံထထပြီးတော့ဝိတေရတဘောဒီဝိဇာရတဘောဒီဟုတ်လားပီတိဒုက္ခရတဘောဒီအဲသူနဲ့တမ်းမြုပ်တရားတွေဘာလို့ဆင်းခြင်းပြီးတော့အနန္တရားတွေသိမ်းစေရနော်နောက်ဒုတိယဇံဝန်သားမယ်ဆိုလည်းမထုဘူးဟုတ်လားဒုတိယဇံဝန်သားဒုတိယဇံနန္တရားတွေဆိုလို့ချင်းလဲဇံငါထပြီးတော့ဒီလိုပဲသွားသိမ်းစေရတယ်ဒါဇံနန္တရားတွေသိမ်းစေရဘယ်ချင်းနည်းနေယူ
rất là tốt rồi, nên là có thể quán xét nó lúc nào cũng được, nó không cần, không có bất kể thời gian nào, rất là thuận lợi. Và lúc đó chỉ cần hướng tâm tới là những pháp nó bắt đầu hiện rõ lên. Hành giả lúc này quán xét là những cái pháp mà đi kèm những cái thần thiền, những cái tâm sở mà kết hợp với cái thần thiền, thì bắt đầu là hành giả quán xét, hành giả phân tích nó ra. Hãy lưu tòa ra vô sản áo thì yêu thế giới vô lý dân đi ra đủ bộ nó chênh lên mấy áo là bà ra nhà yêu bà ra chênh lên mấy áo ai chứ đó nào bà ra sắc quý nhân áo thì tù lên mấy thú hả là sắc quý bà ra nè bố mấy nó chỉ có thế giới bì đó rú bà yêu thức quý áo lãnh lạ ai chứ mà hả là thì bố mấy nó chỉ mà bà ra thì vô thế giới hả là
เออรูปายองจ้าวได้ขาบาโรวุฒิสิทธิ์ดิဖြစ်လာเนาะအဲ့ကြောင့်วุฒิสิทธิ์ดิဖြစ်တော့ဒီวุฒิสิทธิ์ดิဘာလို့ပြန်ပြီးတော့တင်းစေရတာเนาะဒီလိုပဲသွားတာတောတာလည်းဒီတိုင်းပဲတောတာပဒါရာနဲ့ဘာလို့ဘုံမနောကြီးကိုတင်းစေအဲအတန်တကူဘာလို့အသွုံးပဲဖြစ်ဇတ္တပဲပြင်းပဲဖြစ်ပြီးဘာအောင်းလှမ်းပြီလားเนาะဒီမှာကြောက်လာวุฒิสิทธิ์ดิတန်းဖြစ်သွားတာတောတာဝင်ဝิญญาณဝุฒิဖြစ်သွားတယ်အဲ့
đối với cái lộ tâm của tầng thiền, và tương tự như vậy đối với giả để tiếp tục chuyển qua các cái lộ tâm khác từ năm cái căn môn này: lộ căn của nhãn môn, lộ lộ tâm của nhãn môn, và tiếp theo vân vân, nhĩ môn, thiệt môn, tập môn. Ai chăm mà na lu su bi go ba ro nyut tat lu na su bi ro yau na ni u tain che de di dai do a ba à. Đối với cái việc mà chúng ta xác định danh pháp trong cái lộ của tầng thiện, trước tiên là đối với tầng sơ thiện, thì chúng ta sẽ xác định được là có năm cái thiện chi và các cái tâm sở, các cái pháp nó đi kèm theo. Sau khi mà thực hành xong cái thiền sơ thiền rồi thì tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng phân tích như vậy. Và sau khi mà phân tích xong cái lộ của tầng thiền rồi thì tiếp theo là chuyển qua các cái lộ của nhãn, nhị, tỷ, thiệt, thân, môn, chúng ta sẽ phân tích ra. Và cái tính chất của cái tâm là nó hướng tới nó đưa tới cái đối tượng, thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái vấn đề này, và chúng ta sẽ coi như là đó là chúng ta hoàn thành cái bước là chúng ta xác định, chúng ta phân tích được cái chất. Hari luo la yau nan ni u tain se ya de no ke ai nau ma ba la kana rada pisipata radhan ni ya me tain se da dharma yau nan ne no daiti vi toti bo sin je twa putu tattwa so da ma shi bu ba be shi au tu yau ne na me shi da de lu ti au ko chu sa da. Sau khi mà đã thấy ra được, xác định ra được danh pháp, sắc pháp rồi thì sẽ tiếp tục là nhận biết được các cái đặc tính nhân gần và các cái tính chất của các cái danh pháp và sắc pháp, thì sau đó thì mình sẽ thấy được là chúng ta sẽ thấy được, nhìn ra được rõ ràng cái bản chất là nó không có gì ngoài danh pháp và sắc pháp hết. Nó gọi là cái bước Ditthi Visuddhi, tức là bước thanh tịnh về kiến, tức là có cái bước kiến thanh tịnh. Ai chờ rồi hả? Hari lu yau nam me che loka de mudi do hol pagu tattwa le ho chi da ba no a dou lo ni lu pramatta ni ne jaro yau nam me chi. Đối với cái danh cái chế định đó thì chỉ là chúng ta có người này người kia, chúng ta có loài này loài kia, nhưng mà thực sự đối với cái chân thế thì không có gì ngoài danh và sắc hết. Ai chờ thì yau nam ni đây rồi yau nam ni ba chang phit tha le no da le chi da ho la và sau khi mà chúng ta xong cái bước là kiến thanh tịnh rồi, đi thiếu xuống đi rồi, thì chuyển qua cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu là có danh có sắc, vậy thì cái danh sắc này do nguyên nhân nào mà nó sinh khởi. Tại vì ở thế gian thì có nhiều người nghĩ là có một cái nguyên nhân nào khác,
có cái người nào, cái đấng tạo hóa này tạo ra cái danh sách này. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta thấy được cái nguyên nhân của nó thì chúng ta sẽ nhìn ra được vấn đề và chúng ta có được cái chúng ta tiến được thêm một bước nữa, là chúng ta đi qua được cái giai đoạn là đoạn nghi thanh tịnh, hay còn gọi là kankha vittarana visuddhi. Ai giờ rồi ở trong xã, nó ở trong mới chỉ về này chú thưa làm một chuyện, ai giờ rồi ở trong xã. Mà nếu như mà nó không có cái nguyên nhân á, có nhân thì nó sẽ không có cái biểu hiện ra cái kết quả. Và vậy nên đây là nên là chúng ta phải tìm cho ra được cái nguyên nhân. Cái nên này là thu rồi mà sẽ hô hào mình là chú thưa rồi bảo một chuyện, nào thì lại hô, nào thì lại nên này thu rồi mà để tôi xin nghỉ à. Thì hiện tại thì cái bài pháp này nó đã được 2 tiếng rồi. Đối với Ngài thì Ngài không có vấn đề gì hết. Nhưng mà không biết là thì chúng có cảm thấy là đau nhất hay cảm thấy gì không thì hãy nói với Ngài. Lưu đồ. Dạ nà thầy bồ mù đi xa. Thì thuộc vào thính chúng thôi. Còn đối với Ngài thì Ngài có thể thuyết pháp cả đêm nay cũng được sao hết. Vấn đề giáo sao mà là mọi người có muốn tìm ra cái nguyên nhân không, nguyên nhân của danh sách không? Ai chờ rồi cháu sao mà sử dụng cụ thao là sắc quyền nhân dây phiệt đấy, miền đi dây phiệt đấy, nó cháu mới chỉ về nằm phiệt phu, cháu mới chỉ về nằm phiệt phu, cụ sắc quyền nhân dây phiệt đấy, tối đa quyền nhân dây phiệt đấy, cháu mới chỉ về nằm phiệt, nó thà mà tôi cái sắc quyền nhân gia này tôi miền đi dây, thao là thì rubai một cụ miền này sử dụng gì nhỉ, nó rubai một cụ miền này sử dụng bát ma u do sắc khu bát đa sắc khu chi đa chi à, nó thế này mà là năng quan và mana chi để đi bỏ nó, nhất là nhất là lòng đi để mà năng quan và mana chi để đi sắc khu chi đa, ai sắc khu chi đa chi à mẹ rubai một chi à, nó nào đi lấy hàng chi à mẹ, do ni đó mình đi cả là đi lấy chế số này cả đi rubai một miền à, nó cháu đi cháu này mà số gì mà miền. Và tiếp theo là nó cái ngài sẽ phân tích cho chúng ta cái đối với cái nhãn thức, khi mà nhãn thức sanh khởi và cái điều kiện để cho nhãn thức sanh khởi thì nó cần phải có nhãn định sắc, là cái chakhu prasada nó nằm ở trong mắt, thì cái kích thước của nó bằng cái đầu của con dung nằm ở trong cái con ngươi của mắt. Và tiếp theo, cái điều kiện tiếp theo là phải có cái ánh sáng cái tiếp theo nữa là phải có cái sự tác ý, phải có cái sự lưu tâm tác ý, cùng là phải có cái sắc pháp mà muốn nhìn thấy. Cái cô sĩ ấy giảng được cụ mí mấy lại mà miên đó, cụ này mấy chỉ lại vậy là cô sĩ bà chỉ mà mình thấy đó, hello con ấy, thì trong đây thì nhìn nhau mà là thì sắc cụ nhìn thấy là bồ là nó, cô ấy giờ này đó mình đi cái này lâu mà tôi cụ đi ao đây lùa hồ này thì họ là đi ao đây phun nhau phun này cô ấy thì biết sẽ ai cũng giảng này thì mình chào, nó chào lại bà mà mình thấy, ai giờ thì trong này zoom mà thao rồi tôi đã vừa nhìn thấy phía đấy. Và khi mà những cái nguyên nhân nó hội tụ đủ, những cái điều kiện nó hội tụ đủ thì lúc đó nó mới cho ra cái thành quả. Nếu như mà mọi người thử, mọi người tưởng tượng là bây giờ tắt điện hết thì mọi người sẽ không còn nhìn thấy được rõ ràng cái mặt mà mọi người muốn nhìn nữa. Tương tự như vậy, khi bây giờ đối với khi mà chúng ta nghe thì sau đó đang thuyết pháp, nhưng mà chúng ta nếu chúng ta không có lưu tâm, không có tác ý mà muốn nghe pháp từ cái lời dạy của sau đó thì lúc đó chúng ta cũng không có nghe được. Bởi vì cái lý do đó nên là những cái điều kiện, những cái nguyên nhân để mà sanh khởi những cái thức đó, nếu như mà một trong các nguyên nhân nó mất đi thì không thể nào nó hội đủ điều kiện, không thể nào chúng ta nghe được hay là nhìn được. Những cái pháp này nó rất là thú vị. Nào thì tôi đã nó cụ vô đây đang già mẹ cụ tôi đã đã ra bọn nó tôi đã đã ra xí à mẹ nào agada bảo gia li xí à nó bảo gia xí à mẹ. Johnny đom đã đi cả delay chứ xong này cả đi đang già
mà sâu hình mà giàu thì cháu này sống lúc chú phía đề lúc vô là nó thì cháu này là cháu thì chú đi phía nào sau đó kèm lên bà bè tôi đáp đà đà ye đà đà ye đà đà ye tôi đáp đà đà ye a gà nà bảo giả nó nà bảo giả nó thì bà đó cho nên là nà thì và đối với cái khi mà nhị thức sanh khởi thì cái điều kiện để mà cho nhị thức sanh khởi là ban đầu là phải đảm bảo được là có cái nhị cảnh sắc và tiếp theo là phải có cái âm thanh, tiếp theo nữa là phải có cái khoảng không và cuối cùng là chúng ta phải tác ý. Thì khi mà những cái bốn cái điều kiện này nó hội đủ thì chúng ta sẽ nghe được cái âm thanh. Mà đúng là không là đi đại mà khán đại dùng gì hả là khán đại dùng gì hòa dùng gì nó khán nắp đà ra gì cho nên đó mình đi cả là lý giải sự mà bảo được gì anh nào để đi đó khán nào như thế phía thảo nó dạ sư phụ ơi đối với cái để cho tỷ thức sanh khởi thì nó cũng phải hội đủ yếu tố, là nó phải hội đủ là nó có cái vị và tiếp theo là cần phải có cái đi tỉnh sắc và nó cần phải chúng ta cần phải tác ý thì chúng ta mới cảm nhận được cái mùi vị. Tất cả những cái pháp thì chúng ta nhìn thấy nó sanh khởi thì nó có cái nguyên nhân của nó và chúng ta phải tìm ra cho được cái nguyên nhân của nó. Khi nào biểu đề tâm trí đi thu thong đã hả là Pramadhan, Rudiyadhan, Dadiyadhan, Srutadhan đi thu thong đã tâm trí đi a cao này bồ cua nếu như đi lấy a cao này thì lúc đó thì ở đây cũng biến lên ví dụ ao lưu ya nó thì cái cao này bồ cua cái thì cái lúc mà giao thu lưu chỉ ba lúc mà lấy thu cua thao ra khu lấy đuôi nó thì am thay nghe hả là cúp ya cái đó cái đấy hả là ban lưu cái đấy thì đi lưu hà lưu yên ao lưu chỉ là nó thì trên này thì hả là cô ấy giàu vậy nàng này hả là trên đây sẽ xây xây lưu phiền bị đó chỉ lại ao lưu gì du lưu ya nó đại lưu phiền bị đó ao lưu chỉ đối với những cái người mà có định thì người ta thực hành khi mà tìm ra được cái nguyên nhân của danh sắc thì nó rất là thuận lợi, mà đối với chúng ta thì chúng ta thử là chúng ta hãy tưởng tượng ra cái lúc mà chúng ta đang chúng ta cúng dường bông nè, cúng dường bông tới Đức Phật nè, chúng ta quay lại chúng ta hồi tưởng lại và chúng ta nhìn ra được cái danh sắc ngay lúc đó. Hello Julu, mấy giờ rồi? Khuôn nào biểu đề hả là cô? Tiếng anh thay nghe á, hả là cô? Bây giờ rồi để bán lưu về hả là ao Julu gì? Hello Julu à, hả là thảo luận xây phía thảo vào đó thì mình đã khi chú cái đấy ai cũng liên quan lại là được khi nào gì hay là nào đây nào này nào này nào nào vào đó cái là gì thì ông đó ai nào mà vào đó cái là gì đó mà chỉ chú nào nghe vào đó quên lâu chỉ đó hú bé mày hay là thảo vào đó cú đi về hú bé bò vào nó đây bò cả vào đó cú chú cái đấy cú tu căng căng anh mày cái đi mày cái cú cú bò đấy nó ai đi lùi đó mày ai nào làm được gì à ai cũng như gì à và khi mà chúng ta ngồi thiền chúng ta quán xét lại là cái hình ảnh chúng ta cúng dường bông và lúc đó có những cái tiến trình danh sắc lúc đó sanh khởi như thế nào, chúng ta quán xét lại tiếp tục chúng ta quay ngược lại là buổi sáng hôm đó hay chúng ta quay ngược lại hôm trước chúng ta cứ đi từ từ vậy cho tới khi nào mà
chúng ta quay lại cái thời gian mà chúng ta ở bụng mẹ và tiếp tục là cái sự giao thoa giữa kiếp này và kiếp trước đó, thì chúng ta thấy được là nguyên nhân nào mà có được cái kiếp này là do cái nghiệp nào lúc đó là trong cái tâm của chúng ta đã xuất hiện những cái nghiệp hay là cái hình ảnh của nghiệp hay là cái hình ảnh của cái kiếp tái sanh tiếp theo nó hiện khởi trong tâm của chúng ta, thì lúc đó trong tâm của chúng ta sẽ thấy được nó rõ ràng. Aku mimi tu hala uda ma u chi lai le ku aku a yu ji mani ya nga ba lou khe de tani ya ba lou khe de hola yu ya de lu yu ya de no now a yin ya ka ba lou khe de ba lou khe de de lu bo ju ja ju ja yu yu twa ji ya de ta ke tamari ji kaung ni ya pu ku a hu bo wa de di lan yu lu ya a lu yu twa de single single mimi tu a yu yu ji me ji de mani ya nga ba lou khe de ba lou khe de de pyu pyu ne yu twa ji. Thì ngài muốn mọi người thử đối với mọi người bây giờ chúng ta là bình thường thôi, chúng ta thử coi là chúng ta kiểm tra lại là sáng nay chúng ta làm gì, hôm trước làm gì, cứ đi ngược như vậy thì chúng ta có thể chúng ta sẽ nhớ ra được những cái việc làm, những cái hành động của chúng ta vào thời điểm trước. Nhưng mà đối với cái người có định thì người ta có thể băng qua luôn, người ta có thể xuyên qua thấy được cái kiếp trước đó. Thì ngài muốn là mọi người thử coi, mọi người có nhớ lại được là cái việc làm mà mình là đã làm những cái ngày trước không? Okay. Thấy đến lâu rồi dư ra là một là bê gì thì dư ra là ngài muốn hỏi là chắc là ở trong một cái chừng mực nào đó thì mọi người vẫn có thể nhớ là những cái việc mà mình đã làm được không? Dạ. Được không ạ? Có nhớ lại được không? Đó. Cái quả tâm tha này thả đuôi thả là nó khuôn nào vô đây hồ nà ta mì đùm nhá xòa bây giờ tâm mà đi vừa အလူကြောင့်မထက်အောင်လူရထားလို့တမာရီတီကောင်းနေပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းယူလို့ရနော်အခုဒါကြောင့်မို့တဲ့ကပ္ပိယတွေဟောလာယောဂီတွေဓာတ်တွေးနေတာအဲ့လိုယူလို့ရအောင်ဓမ္မရာလင်ပါတို့အဲဝိပဿနာညံပေါ့နော်ညံလက်နဲ့တဏှာကိုအချုပ်ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရနော်အခုကဒါဓာတ်တွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါများများထက်လာတော့ပါတို့ကိုအာယူလို့ရတယ်ခဲ့ဆောပြရတဲ့ကြောင့်မို့တမာရီသီလတွေသီလဆိုတဲ့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဟောလာတမာရီဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကြောင့်မထက်အောင်လူရထားကုလို့ထဲအောင်တွေ့လို့ပါတော့အဲ့အာဝင်လှမ်းယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့လိုယူလို့ရတယ်အဲ့လိုယူရတယ်ဘာဖြစ်ရဲ့ chúng ta đang thực hành cái này là để chúng ta làm cho cái trí tuệ của chúng ta, con dao trí tuệ của chúng ta đang mài dũa nó trên cái hòn đá mài của định, mà chúng ta làm cho nó thật sắc bén, thì khi mà cái trí tuệ minh sát của chúng ta nó sắc bén rồi thì chúng ta có thể dẹp tan được cái đạo quân của cái sự tham ái, của cái sự dính mắc. Mà như là cái ví dụ sau đó nói trước là cái chúng ta có giới là cái nền tảng, là cái chỗ dựa của chúng ta, có định là cái hòn đá, đá mài, còn cái trí tuệ Vipassana là cái con dao, cái vũ khí của chúng ta. Thì đối với người mà thực hành, người ta có được định thì những cái cảnh, những cái mà người đối tượng mà người ta muốn muốn tác ý tới thì sẽ tác ý tới rất là dễ dàng. Tadi lu hola so ga yona hola mne ga yona nyen tho ba lo nan ne khin ga yona no nyen ni ga yona nyen ga yona de phi phi ne twain twain yin ne khu phe ma ko pyu kwe de kan kamma ni kati ni de khu ro paw de ba lo le so lo chin ko ga tha ba lo su down ne hola na wa yan phit chin ne no ဒါပဲလူချမ်းသာနာချမ်းသာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဟာလားဒါပဲရဟန်းလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ထေးကြွယ်ဖြစ်ခြင်းတာပေါ့နော်အဲလူဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပါလူဆိုတဲ့စိတ်ကအမှန်ကတော့ဒီအထင်အမြင်မှားတာပေါ့နော်အဲအမှန်လူရလို့ဟာလားအဲဒါပဲရဟန်းဖြစ်ခြင်းနဲ့နာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါတွေကတကယ်မရှိဘူးလေယုံနာမယ်ရှိတာကိုအဲ့ကြတော့အတိမားမှုအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာအခြေခံလားဝိဇ္ဇာအခြေခံပြီးတော့ဘာလို့ဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏ္ဏပေါ့နော်ယံဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာလာလူဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏ္ဏနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတာမျိုးစိနော်သင်္ခါရတွေပြုကြတယ်ဟာလာပန်းလူတယ်ဟာလာတရားထုတ်တယ်သီလစောင့်တည်တယ်တရားတွေရကျင်လို့အဲ့ကျတော့ဒီမျိုးစိတွေနဲ့မလုပ်တာတော့ဆိုလို့ရှင်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါတော့သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရကြောင့်ဒီပဲပဋိဒဏ္ဍီဝိညာဉ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှမလုပ်တာမို့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တယ်Khi mà chúng ta có định rồi, chúng ta quan sát lại ngày hôm trước, buổi sáng hôm trước, buổi trưa hôm trước, tối hôm trước, quay ngược từ từ, chúng ta sẽ tới cái thời điểm mà kiếp trước chúng ta sẽ thấy ra được là những cái nghiệp tướng và cái cảnh tái sanh, một trong ba cái này chúng ta sẽ thấy ra được nó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ quan sát lại cái hình ảnh nào lúc đó hiện ra,
lúc đó chúng ta đang cúng dường vong hay là chúng ta đang làm cái thiện pháp nào. Thì cái việc mà chúng ta làm ở trong quá khứ thì nó là chịu cái nguyên nhân, có các cái nguyên nhân như là cái nguyên nhân thứ nhất là vô minh. Chúng ta làm như chúng ta làm cái thiện pháp đó, chúng ta mong muốn là mong cho tái sanh ra được cõi trời, cõi người, được hưởng vinh hoa phú quý gì đó. Thì cái đó là vô minh, tại vì chúng ta không biết được là dù cõi người hay cõi trời gì chúng có danh sắc không, chúng ta không thấy được. Và cái tiếp theo là tham ái tanha, tức là cái mà chúng ta mong muốn, chúng ta ước muốn chúng ta có được cái sự tái sanh đó. Cái cõi tái sanh là trời, là người đó, tức là tham ái. Bởi vì vô minh, bởi vì tham ái nên là chúng ta làm, chúng ta cúng dường bố thí, cúng dường, chúng ta làm các cái hành động thiện pháp. Và bởi vì những yếu tố này nên là chúng ta tiếp theo là kiếp tiếp theo, kiếp bây giờ đây là chúng ta phải tái sanh. Thì khi mà chúng ta nhìn ra được, quán xét ra thấy được, chúng ta sẽ thấy được rõ ràng là nó không có gì ngoài nhân với duyên, ngoài cái nguyên nhân và kết quả nó đang xen lẫn nhau, nó rất là nó rất là kháng khít với nhau. Đi bùa bùa nó đi mari miền mari này ăn được cái đi bùa là gì? Na bùa của lũ chén nạp chín này, hả là na chén nạp chín này, hả là cái thằng này bùa gì chín này rồi ta đi mari, nó mà na mà số lượng gì yếu nào mới chín đấy, hả là lũ bốc của ta đồ ăn làm siêu lì, phần mặt ta áp hiện rồi, nó ở chỗ lũ bùa của bà rồi lũ lũ thì đi mà bùa bà rồi, cái nhà lũ đi mà bùa quay ra, nó quay ra. Hari away ra chi can bị đó, bà lâu ra lưu chín nè sê, yam chín nè sê, yà là, kể thà bà đó đi lưu chín nè sê, nào bà wa ông yo, nó, cú đu tân hà bộ, ra tân hà, cú đu biu mè, hả là, thà bà đó đi bán lì lưu mè, nó, tao yi ca mè, lưu phía bà lưu, nà phía bà lưu yi bộ, nó, đi bà wa tuê đà nè, hari away ra yê, tân hà yê, kàn yê, tì miu tì tì chào, nào bà wa mà, bà tì kù yà là, rù wa mà lâu thàm bộ, hãy chờ đó, bà wa mè yà chì tì chào ngù bà lưu, chè yà, nó. Và tương tự đối với kiếp này, nếu như kiếp này có những người là mong cho con được kiếp sau trở thành có được cái đời sống của tỳ kheo, hoặc là mong sao con được tái sanh làm người lại, hoặc là làm trời lại, thì bởi vì cái ước muốn tái sanh đó, tại vì không biết được bản chất của thật sự của các pháp là gồm có danh pháp và sắc pháp, cứ nghĩ là đây là người, đây là chúng sanh, nên là cái đó gọi là avijja, tức là vô minh. Điều kiện thứ nhất là vô minh. Cái thứ hai là tại vì có cái sự vô minh này nên là mình muốn có được cái tái sanh đó, nên là cái đó gọi là tham ái, là tanha. Thứ ba, tại vì có sau khi mà vô minh, có vô minh với tham ái rồi, thì lúc đó mình làm các cái thiện pháp, làm cúng dường bông, cúng dường hoa, cúng dường nến hay gì đó, rồi mình ước là mong cho con được tái sanh làm người, mong cho con tái sanh làm trời, mong cho con được làm tỳ kheo chẳng hạn, thì cái đó gọi là đạt cái hạnh là sankhara. Thì bởi vì ba cái yếu tố này, ba cái nguyên nhân này nên là mình có cái kiếp tái sanh tiếp theo. Nếu như mà những cái nguyên nhân nó bị chấm dứt, đều bị cắt bỏ hết rồi, thì nó sẽ không thể cho quả được. Cho chị nà gà ưu bà mà biểu biểu nha. Xa rồi đi ưu mà biểu thả lì, ưu mà biểu biểu mê. Tiếp biệt bình xa yên, nghe chi xì à mê, nha. Nhi chi xì à mê, nhi xì à mê, xì xì à mê, miu di xì à. À thì nhi yi nè, miu di nè, sâu nè, khá thị đi bình bà râu, à bình bào thả, nè. Thị bình lì bào yên, khoa lì nè khoa thua là, nè. Khoa lì nè khoa, nào bà râu, hô bò, khá lì nè khá lì nè bò, nè. Thua là, nào bà râu, thì bình di đi thua là mê, hô là. Bình di thua là bà râu, hô bò. Khamari, bên đi thua lam, khamari, hala, yawi labido, a puli pume, a bonli bume, now a dili dime. Tilly dibura, new dili tabio, a bim yam bao. Hai diamond. D. Wabo, d. Yonan yale, d. diamond, toan, no? D. John Diari, Judiari, Pipo, Yopia, no? Kubio, d. dibin lu, a uma bim, dibin li mata, dibin dibin simon to luci. Ye, ye, new dee. D. dongu zoi, a bim bao ta. Adaline toan. Và ngài Sado cho chúng ta một cái ví dụ, đó là ví dụ đối với cái cây. Thì cái cây nó cần có ba yếu tố là đất nè, nước nè, hạt giống. Thì nếu như mà có ba yếu tố này, nó bắt đầu là cái cây nó sẽ đâm chồi sau rồi nảy mầm sau rồi mọc lên cái thân cây chính, rồi mọc lên những cái nhánh cây chính, và từ từ nó sẽ có những cái đọt và ra hoa, cái trái. Thì đó là cái ví dụ để nói về cái nguyên nhân và cái kết quả, cái quy luật nhân quả.
Thì hô cái là lưu mê gì là không? Có phải là như vậy không ạ, à, quý vị? Ở đây lưu về thì bọn nó tiếp bên bên ngã thì đông ngũ bao giờ lưu về thì thì dấu nan gì nó thì khả năng ngã ba dấu nan thì đi phát chồng xịt để lấy chú cứu vô đấy quay ra. Quay ra cái mì chín này tu đấy, nó mất đi mù bỏ nó đi đi tháo vào đó. Đây bùa gì hàng bùa hoa là lưu la tao đây gì hàng lưu thiên ma mù bỏ nó. Đây thì lưu lưu na lưu hoa là thiên ma mù đi thiên ma mù à mất đi mù à quay ra. Quay ra vậy nó thì mất đi đâu vào lưu chín à, nó lưu chín này hàng bùa của tôi đã đấy tên là gì. Tên nào đâu vào lưu chín nó tu lâu rồi lấy cứ tu cao một tu đấy đàn áp đấy tila biểu đấy rồi đấy tên khá là nhiều gì. Ai miêu đi sâu nè cả thì với giá chồng tiền khai tiền khai ra chồng thì người bùa tí đàn người nhìn rồi đấy tiền bảo thà thì quá mà lâu thà một thì cháu này chồng thiệt và cái danh sách này á, nó cũng giống như là cái ví dụ Sa Đo vừa cho ra là ví dụ của cái cây thì đất á, được ví như là cái vô minh sự vô minh avijja, cái nước á, thì được ví như là tanna sự tham ái, còn hạt đây là cái sankhara, cái hành. Khi mà chúng ta không có hiểu biết được thực sự là bản chất của cái một cái kiếp sống, bản chất là sống tỳ kheo hay là trời hay người gì thì nó cũng là danh sách thôi, chúng ta không biết, chúng ta biết một cách sai lạc. Bởi vậy nên là chúng ta có vô minh, và vì vô minh nên là chúng ta tham ái, chúng ta dính mắc, chúng ta mong muốn có được cái đời sống đó, tái sanh làm kiếp sống đó. Và tiếp theo nữa là chúng ta làm các cái hành, làm các cái nghiệp về thì nghiệp để mà có được những cái kiếp sống đó, thành tựu được kiếp sống đó. Thì vì vô minh, vì tham ái và vì hạnh nên là cái kiếp sống nó sẽ sanh khởi, đó là nhân duyên của nó. Ok, đây là bố bao là. Và ngài muốn hỏi là thính chúng mọi người có hiểu được cái lời dạy của ngài không? À đi hô là thì với già này đủ để vào đâu nhỉ nó mình nên được với già nào vào đâu thân nào nên được gì nó thân nào nên được vào đâu gì nào vào đâu nhiều gì nên được đấy thì cứ tu ác cứ nó thì tại đi bên mình sai mà thôi nhỉ gì nhiều gì ai đâu mà thôi này cả à bên bảo để hả là à bên bảo để đi lại vào đâu với già được đấy mì gì nên được đấy thân nào cái gì nên được đấy nhiều gì nên được đấy cứ tu ác cứ tiếng khai ra nhiều gì nên được đâu nhiều người quên nhìn biết quên nhìn nó biết gì à nam mà rụp bắn nam yếu gì bộ nam yếu thì khai lại biết đấy nó quên nhìn giàu nam yếu biết đấy hả là đi ra người quên nhìn bảo nó bên bao nhiêu bảo nam yếu cả bao nhiêu nam yếu biết đấy khu vực này bảo nó khoa linh nó khoa này đi bên này nhiều thì giàu bảo nó bên bao nhiêu khoa linh nó khoa thua là nó thế nam yếu giàu bảo nó thế ta lại nạp biết đấy chứ cái anh khai đi thua đấy luôn đi bên mà cái anh khai thua luôn hả là phá là nó đi đánh đó là giống như là cái cây, khi mà cái cây muốn được sinh khởi, muốn được nảy mầm thì nó cần phải có đất, có nước, có hạt. Thì cũng như vậy, nếu mà cái kiếp sống, nhưng mà cái kiếp sống tái sanh, cái sự tái sanh nó xảy ra thì nó phải hội đủ ba cái điều kiện, nó phải hội đủ avijja, vô minh, tanha là tham ái, và sankhara tức là những cái nghiệp thiện và bất thiện mà mình tạo ra. Khi mà hội đủ ba yếu tố này thì bắt đầu là nó cho cái quả tái sanh, cho cái tâm tái sanh. Tâm tái sanh và tâm tái sanh tiếp theo, tâm tái sanh nó là sanh khởi, nó là danh và sắc. Sau cái danh sắc thì nó tới là lục nhập, thì nó cứ liên tục như vậy, nó cứ theo tuần tự từng bước như vậy. Như là tiếp bên lý là bây giờ miêu thả nó tiếp bên lý hồ hay đi nhìn này nhìn này biểu thị này bảo là cái tiếp bên phía tiếp bên mà khoa lý nó khoa thôi đấy ra ở chi thả nó thì là lấy với già này vào đâu để tiền khai ra ấy tân hà ấy bằng thôi này qua đâu thế quên nhiên quên nhiên chứ đâu quên nhiên nó biết thế nào mà được là nam yếu lý hả là quên nhiên mới bảo là nam yếu bảo đâu nam yếu thứ đấy ô bộ thì khá bảo là đấy nó thì đi bên khoa lý lưu ấy thì lại bảo nam yếu thứ đấy khoa nó nó phải bộ khá lý thì bộ rất giống với cái ví dụ cái cây, cái cây có ba cái yếu tố là đất, nước, hạt, giống như là vô minh là tham ái là hành á, thì bắt đầu là cái cây này nó sẽ nảy mầm tức là cái tâm tái sanh, và cái tâm tái sanh này từ đó nó chỉ ra hai nhánh, thì hai nhánh này là danh và sắc, nó rất là giống với cái ví dụ vừa rồi. Thế thì nam ái và biết sẽ ta lai ra na ho ai ra na sắc khai ra na đồ đai na hala khai na na thì mà khai na mà na ai ai ra na bồ đề lưu về tiếp bên mà lấy vào
นะคือนครนี่บ่าในภาคกันนี่อก้ายแค่ดีบ่ล่ะเนาะปิ้นซีดีบ่ล่ะถ้าปริศาตะมุปปานนี่เนี่ยตั้วนี่ล่ะติงคาระบ่าတော့ติงคาระเจ้าปริณานี่เวญญีเพวญญีเจ้านายอยู่เนี่ยนายอยู่เจ้าตัดลาในน่ะဖြစ်တယ်ဟောဟိုကလည်းဘာတော့အကိုင်းခက်ဒီထွက်လာတယ်တိပင်ကလည်းဒီတိုင်းသွားတယ်တိပင်လည်းဥမာပြီး và đi theo hướng này là đang theo đi theo cái hướng bài về nhân duyên Patita Samuppada. Và khi mà có danh sắc, tức là có hai cái nhánh đầu tiên rồi, thì hai cái nhánh này nó sẽ sanh khởi ra tiếp, nó sẽ sanh khởi lên lục nhập, tức là có mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó sẽ sanh ra và tiếp tục phát triển. Thì ta là nạp biệt rồi phát ra rồi phù lê phù lê hò là và sau khi mà có lục nhập rồi thì tiếp theo là tới xúc. Xúc này thì ví như là cái đọt cây. Sau khi mà có xúc rồi thì tiếp theo là có vedana. Vedana là thọ, thọ thì được ví như là giống như là cái giống như cái nụ hoa đó. ไอ้เจอโหล่ะวิรณะสุเรบ่าเราอปุญลีปุญเนี่ยหละตนาสุเรตีกินลีแท้เลยเนาะตนาสุเรตีกินลีติปินเนี่ยหน่ายถ่าเนาะตนาสุเรหละเวนาปิสยาตนาตนาสุเรตีกินลีตนาปิสยาឧបัตตังสุเรตีกินเนาะเอ้ឧបัตตังสุเรตีกินปิ๊ดบ่าเราอุปัตตานะปิสยาบวบวสุเรกัมมาบวบวสุเรမျိုးสิแท้เปียนอยู่เนาะอีติปินเนี่ยดูติปินเนี่ยโหตัวละอุปมาปิดาเนาะบ่าแล้วสอกี้มา Có cái thọ rồi thì tiếp theo là lại có tham ái là thì tham ái giống như là nó sinh khởi một cái trái nhỏ và tham ái sau khi tham ái là tới là nó chấp thủ upadana. Tới cái chấp thủ này nó là cái trái này nó phát triển ra bự hơn và sau khi mà nó phát triển tới một thời điểm đó, thì từ tham ái này nó sẽ từ cái chấp thủ này nó sẽ chuyển qua là bao qua tức là hữu này. Khi mà có hữu này là giống như là một cái trái mà nó có cái hạt giống mới rồi đó, chuẩn bị sanh khởi tiếp rồi đó. Ai đi yên liền vào rồi yên đó bây giờ chú ý cho rồi à bên miếng bao biển nó à mà thu thì lại bảo qua cái má bảo qua thu là nó bảo qua giá đi rồi à bảo qua được cú giá biển à lu lề đi đó à bên ba trăm thì đi chẳng đi ba trăm thì bên trăm thì à lu đi lề đi thì là với giá trăm vào tinh hà đáp tinh hà đáp trong với nhiên biết với nhiên trong này biết này trong ta là đáp ta là trong phát đáp và khi mà cái hữu nó xuất hiện, cái bao qua xuất hiện giống như cái hạt giống, thì cái hạt giống này nó lại rớt xuống đất tiếp, nó lại rớt xuống đất, nó sanh ra sầu bi khổ u não, nó lại là tái sanh tiếp, thì cứ liên tục như vậy, hết cái hạt rồi tới cái cây rồi cái hạt, nó cứ liên tục như vậy. Và mình phân tích thì thấy ra được là vì vô minh là đầu tiên, vô minh nên là có hành, rồi hành lại có danh sắc rồi có thức rồi có vô minh và nó cứ tiếp tục như vậy, nó sanh khởi vô minh là cả gì ấy mưu gì ấy tông lối xin yên, bên bao mẹ, khoa lý nó khoa thua mẹ, bên gì đi thua mẹ, bông mẹ, hala, a phu phu mẹ, bông mẹ, đi nu lì đi, hala, đi kín lì đi bộ, đi kín lì phim mẹ, nào đi lì chim mẹ, miêu di thêm mẹ, bị chui giả bên bao mẹ. Thế thì anh em thu, quê giả thu đấy, hala, mi yên, tên nào thu đấy, chi yên, hala, cái cú thu, ác cú thu đấy, miêu di, thì tông cú xong lại đây bên này, quá đặc quý à, đi anh đi quên nhịp mẹ, quên nhịp mẹ, nay nhịp mẹ, hả là nay nhịp mẹ, ta là nay nhịp mẹ, hả là ta là nay phát đạt nhịp mẹ, phát đạt nhịp mẹ, quên nay nhịp mẹ, quên nay nhịp tân nay nhịp mẹ, tân nay nhịp u quan nhịp mẹ, u quan bảo quá đặc quý nhịp mẹ, nó, cám ma bảo nhịp giá đi, quá biết giá, giá đi, bảo quá đặc quý à mẹ, alo lê ni là phát chồng lê ni là lê cô à, xin ra, nó, xem mà, đi bên phát chồng bảo được lê, cô nào biểu là mi ye, xi ye, miu thi ye, song lu bảo đã. Yêu yêu lẽ mà làm mu, yêu lẽ mà chịu thì nhiều thì em mà bảo phụ, nó, ta lưu thì ông có chú ta. Và đối với cái cây á, khi mà có đất, có nước, có hạt thì bắt đầu là nó đâm chồi, nó chỉ ra hai nhánh thì bắt đầu nó mọc lên các cái cành cây và có xuất hiện các cái
đọt cây các cái nụ hoa, và sau đó là nó ra trái, trái bắt đầu lớn hơn, trái bắt đầu là già đi và có hạt, hạt thì lại rụng xuống thì phát xanh, phát triển ra cái cây mới, lại tiếp tục như vậy. Thì tương tự đối với cái duyên hệ thì ban đầu là có vô minh, có tham ái, có các cái hạnh, tức là nghiệp về thiện bất thiện, tạo ra nghiệp bất thiện, nghiệp thiện hay là bất thiện. Sau đó thì bởi vì ba yếu tố này nên là nó phát sinh ra là cái buồn nhà ná, tức là cái thức. Sau khi có thức thì có danh sắc, danh sắc xong thì có sáu xứ xong thì có xúc, xúc thì có, sau khi xúc thì có thọ, thọ thì có ái, ái thì có thủ, thủ thì có hữu, hữu là tiếp tục là sầu bi, sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não là tiếp theo một tràng, cứ liên tục như vậy. Nếu như mà ba cái nguyên nhân đầu tiên vô minh tham ái và hạnh, nếu như mà chúng ta cắt đứt được nó, nếu mình chúng ta chỉ cần cắt đứt được vô minh và tham ái thôi thì coi như cái cây này nó không mọc được, coi như là chúng ta cắt đứt được cái duyên hệ này. Thế là vô bao là tiếp như mà bị đấy, tiếp bên vô bao bao rồi. Nếu như mà chúng ta hiểu được cái ví dụ về cái cây thì chúng ta sẽ hiểu được cái duyên hệ. Thì thính chúng mọi người hiểu được cái bài giảng của Sa Đoà không ạ? Tiếp bên mà bao chuyện lưu chuyện gì, nó tiếp bên mà bao chuyện bà luôn. Nhìn này gì này hả là, miêu thị chi này là, nhìn này gì này bị chi tiếp bên mà bao này, nó hay là lì mặt hả, nó. ဒီရဲ့ရဲ့မျိုးစရဲ့ရှင်တိပင်ပေါ်တည်တည်ပုံပုံဟာလာသူ့တဘာဝနဲ့ပုံတည်ပေါ့ဟာလာလဲမှာအခုလဲဒီခန္ဓာကိုမရခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ရမလဲညီနဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာနော်ညီနဲ့ဆိုတဲ့တဏှာဒီဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဖြတ်ရဒီတဏှာဖြတ်လိုက်လို့ရှင်သူကနောက်ထပ်အပြင်ပေါက်ဆရာမလို့ကုသိုလ်တွေလုပ်လဲနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုမရအောင်ရဟနာတွေကုသိုလ်တွေလုပ်တာပဲနောက်သူ
chóng đi xuống luôn phiệt đấy. Đi đi khăn nhà của bà chóng phiệt đấy. Bố cụ đại đoàn phiệt đấy. Thôi là đi chóng đi chóng phiệt đấy. Chào mà phiệt gì luôn thì khăn nhà của mẹ chị một phần đi chóng phiệt. Với giá này cũng là phiệt. Tiếp bên bà bao chị một đôi miêu gì nè bà đâu. Mì nè. Thế thuyết đi mẹ chị mà bao này. Đã lùi. Vâng. Nếu chúng ta không muốn cái cây nó mọc thì chúng ta phải cắt đứt đất và nước, tương tự như vậy. Nếu chúng ta không muốn có cái tiếp tái sanh tiếp theo thì chúng ta phải cắt đứt vô minh và tham ái. Đối với những cái bậc thánh A-la-hán thì họ đã cắt đứt được vô minh tham ái rồi, nên là họ sẽ không còn cái kiếp sống tiếp theo nữa. Vậy nên là chúng ta nếu muốn không còn tái sanh nữa thì chúng ta phải làm sao chúng ta diệt được hai cái nguyên nhân của nó. Chúng ta phải diệt được vô minh và diệt được tham ái thì cái kết quả cái sự tái sanh nó sẽ không có diễn ra. Và ngài muốn hỏi mọi người hiểu được ý của ngài, muốn chia sẻ không ạ? Tôi chỉ nói là khu chiếu đi dấu nàn đi ba trăm phi lệ trong đây phi lệ được khu nào biểu lệ với giá chào nó với giá tên là uba đang cần hả là tiếng khai ra cần thì ngã chế chọn phi thà nó thì chọn đi ra đi chọn thà phi thà ai giờ đó ô rú phố bốc cụ ta đồ phan thế nào mà hồ phù hả là thì chọn chọn thì chú phi thà ngã thế nhiều má đi bộ nó ngã gì ngã mà phi khe bù lại phi khe đờ la bộ nó nhiều má nhưng sẽ chào ba đời chỉ để ta đi cái là kiên đoàn nó tao kiên khảo cái nào cũng đâu tí luôn rồi nhiều má đi đủ lối đủ lối kiên đoàn nó bây giờ một đi chọn đi ào chú phi thế hả là chú mà phi chen chú đi khai nào cũng là mấy ai chen đâu thì chọn một phi à với giá tên nào hả là để uba ra với giá tên nào uba ra tiền khai ra cần đi chọn một phi à nó đi ra đi phi mà là lấy bán chú ba để chịu nghe mà nó thì cái là với giá tên nào bộ. Thực ra là có cả là năm cái yếu tố là có avijja tức là vô minh, tanna là tham ái, upadana tức là chấp thủ, sankhara tức là hạt và kamma tức là nghiệp. Thì nếu mà có năm cái yếu tố này thì kiếp sống tiếp theo nó sẽ sanh khởi. Và cái danh sách này thì chúng ta tìm hiểu ra được cái đã tìm hiểu ra được nguyên nhân của nó rồi. Và thực ra nó chẳng có một cái cá nhân nào, chẳng có một cái chúng sanh nào mà tạo ra nó hết. Không một ai đến cứu thế nào, đến
nào mà tạo ra được cái danh sách này, nó chỉ là do nhân duyên nó sân khởi thôi. Và chúng ta cũng dẹp đi được những cái hoài nghi là có chúng ta ở trong quá khứ hay không, hay là có chúng ta ở trong tương lai hay không. Chúng ta biết rõ ràng là do nguyên nhân, do những cái nhân duyên nên là có cái kiếp sống, có cái kết quả, hay là cái giai đoạn này thì chúng ta đạt được cái giai đoạn gọi là đoạn nghi thanh tịnh. ဒီကတော့ခုနပြောတာအကြောင်းတရားတွေဒါသိတော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလို့သိသွားတယ်နော်အဲအဓိကခုနပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပြတ်ရမယ်နော်ဟိုကကံဆိုတာတော့ဒါတော့ဓာတိပြတ်သွားရင်မျိုးသေးတွေဟလာကုသိုလ်တွေလုပ်နေလဲဟိုကယန္တာတွေဆိုဓာတိပြတ်သွားတော့ဘာတော့အဲကောင်းမှုတွေလုပ်ကြတာပဲဒါမျိုးကရိယာဖြစ်သွားနော်ဒါတွေအကျိုးမပေးတော့ဘူးလို့ပြောတာသူကမတ္တာအဲဒါကြောင့်မို့အဓိကဒီအကြောင်းတွေဖြတ်ရမယ်အဲ့ကျတော့အခုပြောတဲ့ဘာတော့เออที่เจ้าเนี่ยได้อาจารย์ขึ้นป่ะล่ะลูกกูอ่ะโหตะคาได้ตีตัวเนาะติปิ่นๆป่าวดิลูกทีใดเออไอ้จ๋ากูบ่ารู้คิงกาวิตนาวิตุฏฐิลูกด่าได้ปี้มาล่ะเลยยุ่งน่ะนี่กูเต็งเสียไม่แก่เดี๋ยวเราสู้ต่อป่ะง่ามาล่ะสิ้นปีแล้วเสร็จไปแล้วว่าล่ะป่ะเนาะเดี๋ยวเราสู้ยินต่อแล้วป่ะบาด้วยว่า những cái bậc อรหันต์ thì các bậc này thì đã tại vì họ đã diệt được cái vô minh với lại tham ái rồi nên là mặc dù là họ có những cái hành, họ tạo ra những cái nghiệp, họ tạo ra những cái nghiệp thiện, nhưng mà cái nghiệp thiện này nó khó sẽ không cho kết quả, nó sẽ không cho cái kiếp sống tái sanh nữa. Thì dựa vào cái ví dụ của cái cây là chúng ta đã hiểu được cái lý nhân duyên, lý duyên khởi, và ta lấy được cái danh sắc, cái danh sắc nó vì đâu mà nó sanh khởi, hay là chúng ta cũng gọi là chúng ta đã hiểu rõ được, chúng ta đã xác định được cái danh sắc này, danh và thấy sắc từng bước và chúng ta nhìn thấy ra được nhân duyên, chúng ta hiểu rõ được rồi. Thì hôm nay tại vì thời gian nó không cho phép nên là sau đó chỉ giảng giải tới đây, chắc là hôm sau sau đó sẽ giảng thêm cho mọi người. Bài pháp kết thúc tại đây. Ê, à, nhà mình là cô yêu cái đấy. Ê, đi bộ ra cô yêu nàng thì chỉ để giả để xử ra. Thanh năng ba yêu nàng thì giả để xử ra. Ê. ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်နော်အဝိဇ္ဇာတဏမတိမှုအဝိဇ္ဇာနော်အဲမတိတော့ဟာလားဟိုတောင်းတာတာပေါ့နော်အဲဒါပေတော့အတိမားတာပေါ့ယံဘဝရဲ့ဟာလားယဉ်ရဲ့ဟာလားညရဲ့မြမရဲ့လို့အတိမားမှုနော်အတိမားဘောတော့ပါတော့လူကျင်တဲ့တဏတွေနဲ့တောင်းတာကြတာပြူမျိုးသေးတွေထောင်းကြတာပေါ့အဲ့ကြတော့ဘာလို့အပင်တွေပေါက်ကြတာအဲ့ကြတော့ဟာလားဒီဘဝမရကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ခုပြောတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏနဲ့ဘာလို့ဖြတ်ရမှာမဲဆိုပြီးတော့ဟာလားကဲတလောက်သူတဘောပေါ့ပါကဲတရားတင်အောင်တန္တာရာဒုပ္ပဝိဒိနေကုမြဘူရာခဲယံစွာတိတန္တာတိဥဒောသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့နိုင်သူရပါရပတံဒီနံလူကြီးတိုင်းတိတိနတ်တို့ပရိဒါဝိညိနဲ့သူရာဝိထရောဒါနာဝိတန္တာနာတိဥဒောမျိုးစီကိုတိလာဝိဇံတိလာတိဥဒောမျိုးစီကိုဘာဝနာဝိဇံဘာဝနာတိဥဒောမျိုးစီကိုရောပိတော်ဆွန်ကျဲပေကံဆိုင်ပြုကြကုန်ပြီအန္တေသုံးဘောအနောက်ကာလ၌အမတန်အမြိုင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုအနုဘုံစီအဆင့်ဆင့်ပြောပါကသုံးဆောင်ခံစားနိုင်ကြလီဘုံရာတည်သာဓုသာဓုchúng ta có ngày chi phút chẳng sao đâu ạ khu âm nhạc bế huệ bộ sao đâu nhuận cha bế đồng bộ bạc lại dù ý đá mê bồ nhà á sá vá khá yá vá hàng hò tu á sá vá khá yá vá hàng hò tu ý đá mê si lăng ဤတံမေစီလာနိဗ္ဗာနသနိဗ္ဗာနသအချေယောပတ္တယောဟောတုဟောတုဤတံမေဤတံမေညာတိနံညာတိနံဟောတုဟောတုသုခိတာသုခိတာဟွန်တုဟွန်တုညာတယောညာတယောမမပုညပါကံမမပုညပါကံသဗ္ဗသတ္တနံသဗ္ဗသတ္တနံဘာဂျေမိဘာဂျေမိတေသဗေတေသဗေဝေသမံမေသမံပုညပါကံပုညပါကံလပန္တုလပန္တုသာဓုသာဓုသာဓု Yeah, hôm nay vì thời gian có hạn nên là các câu interview để dành cho ngày mai xin. Yeah, và ngày mai buổi trình pháp chúng con xin thỉnh ngài thiền sư và sư hộ bắt đầu cũng vào lúc 7 giờ.
7 giờ hả cô? Dạ. Sao đâu? Ồ, mình có mê khuôn trả lời đẹp đôi mẹ ở khu ở trên. Mà chi ở đó rồi sao đó nó dễ mà sao đó để xin đồng bộ vậy. Nó dễ rồi nếp nhạc rồi khuôn nà gì mà sao bà mẹ vậy? Nhà bài. Hey, chúc cho tất cả mọi người, tất cả tín chúng có được tuổi thọ và có được sức khỏe, được sự an lạc tâm tâm. Sa du sa du sa du. Chúng con tri ân bài thuyết pháp hôm nay rất nhiều của ngài thiền sư và xin tri ân lời dịch của sư hậu giúp cho chúng con hiểu được bài pháp được rõ ràng. Sa du sa du sa du. Paritamya tro sarago Jesu ten bai sarabya. Dạ con xin thỉnh thiền sư và hậu nghỉ ngơi ạ. Anayuwa.